Em xin chào mấy chị nha, xin chào cả nhà mình. Mấy chị xem like chấm bài giúp em và chia sẻ giúp em một lượt nha. Đào like em tặng cho mấy chị. Đào like em sẽ tặng cho mấy chị là sale cây đào like là 20k một mét nha. Em sẽ tặng cho mấy chị đào like một cây là 20k một mét. Còn lại là lụa lạnh Nhật, chắc lụa lạnh Nhật nha mấy chị nha. Cho dành cho những chị chia sẻ bài giúp em nha, 20k một mét nha mấy chị. Em sẽ lấy một cây ra em like cho mấy chị là 20k một mét. Còn bình thường là giá là 26k một mét nha. Bang bang bang, đúng hẹn lại lên. 20k một mét nha mấy chị nha, 20k một mét. Đưa giùm mở vô đây đây. Mẫu nhí, like mẫu nhí. Em sẽ lên cái mẫu nhí này tặng đầu like cho mấy chị chia sẻ. Đấy. Cái này là chất lụa lạnh Nhật nha mấy chị, cái này là chất lụa lạnh Nhật nha. Mấy chị chia sẻ bài giúp em sẽ like cho mấy chị cái cây đào like cái cây này mẫu mới luôn mấy chị. Mẫu mới của em luôn nè. 20k một mét nha, dành cho những chị chia sẻ bài giúp em. Em like đào like cho mấy chị cái cây này là 20k một mét nha. 20k một cái. Dành cho những chị chia sẻ bài giúp em nha. Em sẽ cắt đào like mấy chị inbox. Mấy chị cứ comment chia sẻ bài giúp em, kèm số máy em sẽ cắt nha. Mẫu nhí nha mấy chị, lụa lạnh Nhật. Mềm mướt rũ có co giãn nha. Mềm mướt rũ có co giãn. Hồi sáng Facebook nó bị ẩn, bị bốt tương tác á mấy chị. Hoa nhí rất là dễ thương nha mấy chị, lụa lạnh Nhật nha. Lụa lạnh Nhật. Mấy chị lấy giúp em là nhí kèm số mét nha. Nhí kèm số mét nha mấy chị. Mẫu này là mấy chị báo cho em là nhí kèm số mét. Lụa lạnh Nhật nha. Lụa lạnh Nhật. 20k một mét thôi mấy chị. 20k một mét nha. 20k một mét nha mấy chị. 20k mấy chị báo em nhí kèm số mét. Nhí kèm số mét chỉ có 20k. Đầu like em sẽ like cho mấy chị cái cây này là 20k một mét. 20k một mét đầu like cái cây này nha. Mấy chị bá em. Mấy chị bá em là nhí kèm số mét nha mấy chị. Nhí kèm số mét nha. Nhí kèm số mét. Nhí kèm số mét. Ngày nào cũng coi không nghỉ trưa nè. Nhí kèm số mét mấy chị lên giúp em là nhí kèm số mét nha. Giờ này các chị chưa vô đông đâu mà em like các chị cũng không thấy cắt nè. Đẹp lắm mấy chị, cái nhí này đẹp lắm, chất lụa lạnh Nhật nha. Mềm mướt rũ có co giãn nha. Có chỗ gọi là lụa mịn, có chỗ gọi là lụa lạnh Nhật nha mấy chị. 20k một mét, hoa nhí rất là dễ thương nha. Đầm bộ áo dài. Đầm bộ áo dài nha. Đầm bộ áo dài mấy chị lấy giúp em là nhí kèm số mét. Tặng 20k một mét nha mấy chị nha, tặng đầu like 20k một mét nha. Còn em like qua mẫu thứ hai là 26k một mét nha. Chị nào lấy cái này thì bác em nhí kèm số mét. Trời ơi đẹp ngất ngay, tặng 20k một mét cho mấy chị. Đẹp ngất ngay mấy chị. Mềm mướt rũ có co giãn nha. Mấy chị chấm bài giúp em và chia sẻ giúp em một lượt nha. Tặng cho những chị chia sẻ bài giúp em nè. Không không đem lên mà. Mấy chị thấy rõ không? Dạ hai mét đường một bộ nha. Hai mét đường một bộ. Hai mét là được một bộ đó chị Tám Mai. Hai mét đường một bộ nha. Chị Tám Mai hai mét, chị Võ Hoa hai mét nè. Chị Tám Mai lái thì báo chị. Hả? Dạ không có vôn chị Lê Trần. Em có vôn tầm gãy được không chị? Vôn tầm gãy thì em có nha. Vôn tầm gãy em có. Chứ còn vôn tầm gãy là một màu. Đây nha, chị nào lấy nhí lên với em nhí kèm số mét nha. Dạ áo mài, áo dài là 2 mét đó chị Võ Hoa. Áo dài là 2 mét. Chị Tấm Mai lái cái này kèm số mét nha, nhí kèm số mét nha. 2 mét là được một bộ. Chị nào mà muốn ba dài tay thì cắt thêm 2 mét 2, 2 mét 3 là dài tay nha. Còn mấy chị mai ngắn ngắn đây này thì cỡ 2 mét là đủ nha mấy chị.
nhí, chị nào lấy nhí lấy giúp em nhí kèm số mấy, chia sẻ bài giúp em sẽ tặng đầu like các cây nhí này là 20k một mấy nha. Nhí đầu like cho chị 2 mét rồi. Ok chị Tám Mai có 2 mét, để lại số điện thoại giúp em nha. Chị Tám Mai để lại số điện thoại giúp em. Chị nào lấy nhí nữa lên giúp em nhí kèm số mấy. Mấy chị chia sẻ bài giúp em nha. Mấy chị chia sẻ về trang cá nhân của mình nha mấy chị. Đẹp lắm mấy chị, lên áo dài, lên đầm, lên bộ nha, mềm mướt rũ không, mềm mướt rũ có co giãn cho mấy chị nha. Chị nào lấy nhí lên giúp em nhí kèm số mấy tặng đào lai 20k một mét cho mấy chị cái cây này nha. Rồi chị Tấm Mai có 2 mét, đơn mới lên cho số điện thoại giúp em nha chị. Đừng mới lên số điện thoại giúp em với nha, mua cho đủ đơn giúp em trên 100k. Cái mẫu này thì em chỉ sale có 20k một mét thôi. Mẫu sau là em bán vẫn giá bình thường 26k một mét. Kêu ghi mình đủ. Lấy bình má cục tròn ghi em đi. Đây chị nào lấy nhí lên giúp em nhí kèm số mét nha. Tặng cho mấy chị chia sẻ bài giúp em 20k một mét đầu like nha. 20k nha mấy chị nha. Nó không thấy chị. Đây mấy chị, rồi cảm ơn chị Tám Mai. Rồi chị nào lấy nhí lên giúp em nhí kèm số mét nha. Nhí kèm số mét. Và cái này là lụa chị Hề An. Cái này là lụa lạm nhạt nha. Lụa lạm nhạt. Lụa lạm nhạt. Mẫu này lụa em sale đầu lai 20k một mét nha các chị. Chị nào lấy nhí lên giúp em nhí kèm số mét lụa lạm nhạt mấy chị. Mềm mướt rũ có co giãn nha. Có chỗ gọi là lụa mịn. Có lụa lạm nhạt nha. Chị nào lấy nhí lên giúp em nhí kèm số mét nha. Nhí kèm số mét. Chị nào lấy nhí lên giúp em nhí kèm số mét. Nhí kèm số mét nha. Bông hồng sau lưng là vải lanh. Bông hồng sau lưng này là vải lanh đó chị Kim Hoa Nguyễn. Cái bông hồng này là lanh nha. Lanh đó là lanh có được có chân đó chị. Chị nào lấy nhí lên giúp em nhí nè. Em sẽ tặng đào lai cho mấy chị cái cây này là 20k một mét nha. 2 mét chỉ có 40k là rẻ được 12k đó mấy chị. Mấy chị cắt 2 mét là rẻ được 12k nha. Bình thường là 26k một mét nha. Bình thường là 26k một mét. Đây nè mấy chị, mềm mướt rũ có co giãn nha. Chị Nguyễn Trao nhí 2 mét nè. Chị Nguyễn Trao 2 mét nè. Em sẽ sale đào lai cho mấy chị cái cây này là hỡi không biết hai mấy cho chị Nguyễn Châu này để cho ông bỏ bao tờ chạm nữa. 3 mấy cho chị Hồng Phan. Hai ba mét cho chị Hồng Phan này, chị Hồng Phan có 3 mấy chí nha. Dạ mát gì gì chị Văn Lệ Thu, chị Văn Lệ Thu mặc thử cái chắc này đi. Đây nha. Chị nào lấy nhí em sẽ tặng đào lai cho mấy chị cái cây này là 20k một mét nha. Là mấy chị mua 2 mét là rẻ được 12k đó mấy chị. Rẻ được 12k nha. Còn qua cây khác là giá 26k. Dạ có giảng chị Nguyễn Bích. Có giảng chị Nguyễn Bích nha. Chị Văn Lệ Thu 2 mét nè. Có giảng nha mấy chị. Lụa lạm nhạt nha. Mềm mướt rũ có co giảng mấy chị nha. Mềm mướt rũ có co giảng. Facebook hôm nay bốt tương tác á. Không có tương tác nên em share cho mấy chị đào like. Nên mấy chị chia sẻ bài. Dành cho những chị chia sẻ bài giúp em nha. Nhí, nhí rất là dễ thương nha, mấy chị chia sẻ bài nha. Cái này là lụa lạnh nhạt mấy chị nha, lụa lạnh nhạt nha.
Lụa lạnh nhạt, chị nào lấy nhí lấy giúp em nhí kèm số mấy nha. Nhí kèm số mấy. Lụa lạnh nhạt có chỗ gọi là lụa mịn nha mấy chị, có chỗ gọi là lụa mịn nha. Chị Văn Lệ Thu 2 mét nè. Chị Nguyễn Hiến 2 mét. Bình thường là 26k một mét đào lai, em sẽ sale đào lai cho mấy chị làm 20k một mét. Mấy chị chia sẻ bài giúp em nha. Mấy chị chia sẻ bài. Lấy cái điện thoại bấm vô cái trang xem đi rồi ái lên cho bé đi. 2 mét nha, ghim 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 lên. Chị Võ Hoa 3 mét lên nè. Sale bài qua trang bên đó, trang bên đó là vào trang trên shop Hồng Hạnh hay là Nguyễn Thị Hồng Hạnh hay là Mỹ Hạnh Nguyễn ha. Bên này chưa sale luôn đúng không? Chị Hoa ơi, cái khúc này có 2m4 thôi. Cái khúc này có 2m4 chị Hoa Nguyễn. Chị Kim Hoa Nguyễn nha. 2m4. Được 2m4 được không chị? Không có đủ 3 mét đó chị, không có đủ 3 mét. Ghi mình lụa hả? Lụa bao nhiêu? Lụa 26k một mét, tôn thì 170 một ký. Ta cái lụa ghi mà. Cứ bấm lên bình luận lên trong máy này. Bình luận thôi. Bình luận là đăng máy. Một khúc 2m7 này, một khúc 2m7, khúc này được 2m7 được chị không chị Kim Hoa Nguyễn? Lên khổ cảm. Rồi em mở cho chị khúc 2m7 nha. Chị cắt luôn đi. Chị Kim Hoa ơi, cái đơn này nè, chị chốt cho đủ đơn, mấy cái đơn trước chị chốt không đủ đơn á. Em xả ra rồi có một khúc nè, em không giữ lâu được nha. Thế chị chốt với 2-3 khúc, em giữ đơn mới được, còn một khúc mà không đủ đơn em không em lại xả ra. Lên thổ cẩm. Em có lên có chân là nhiều đó mấy chị, chân có chân là rất là nhiều nha. Rồi chị nào lấy nhí nữa lấy nhí nha. Chị Hà Lan 2 mét nè. Thì mới viết như viết bình luận đây có cách lên. Rồi ship 35k dưới nữa. Nói chung là các chị đọc các chị hiểu là được. Chị Hà Lan 2 mét nè. Em có lụa thổ cẩm á chị, em có lụa thổ cẩm nha. Em có lụa thổ cẩm. Trời ơi, thơm đẹp chưa? Đáng rỉ dưới. Rồi, cái thơm này là chắc lụa lạnh nhạt nha mấy chị nha. Nó đẹp quá. Chị nào lấy thơm lên giúp em thơm kèm số mấy. Màu ở ngoài đẹp lắm mấy chị. Chị Thư Nguyễn bé chứ không thấy. Thơm. Ừ. Chị nào lấy cái thơm lên giúp em thơm kèm số mấy. Thơm kèm số mấy. Thơm kèm số mấy nha. Chị nào lấy thơm. Thơm kèm số mấy nha. Thơm kèm số mấy. Thơm kèm số mấy. Thơm kèm số mấy giúp em nha. 26k một mét nha mấy chị. Mã này là 26k một mét nha. Em sẽ sale các cây nhí đầu lai là 20k một mét. Còn cái này là 26k một mét. Chị nào lấy thơm. Đúng đây. Thơm. Chị nào lấy thơm. Chị có mua mấy chất này trước mà. Chị có mua mấy chấp ngày trước nhưng mà lâu quá rồi em lại xả ra hay chị sao á. Không đủ đơn chị, cứ mỗi lần mỗi like chị mua một khúc là em lại. Chị nào lấy thơm lên giúp em thơm kèm số mét nha. Giờ chị mua cho đủ đơn thì cái lụa này là mềm mướt rũ có co giãn vậy cũng không thơm. Chị nào lấy thơm lên giúp em thơm kèm số mét. Thơm kèm số mét nha. Tới thơm. Màu ở ngoài đẹp hơn trong like nha mấy chị nha. Màu xanh. Màu xanh ở ngoài đẹp lắm. Vô like nó lạc màu lắm mấy chị. Màu xanh non á, đẹp đó. Đẹp ngất ngay. Chị nào mà không lấy cái thơm này đẹp ngất ngay nha mấy chị. Màu ngồi đậm lắm nha. Em đưa vô trong là mấy chị thấy nó lợt. Nhưng mà để càng xa ra là mấy chị thấy càng đậm đúng không. Nhưng mà mấy chị không thấy được cái thơm. Chị nào lấy thơm lên giúp em thơm kèm số mấy nha. Thơm kèm số mấy. Chị có 26k một mấy. Lụa lạnh nhạt nha. Mềm mướt rũ có co giãn. Có co giãn. Chị nào lấy thơm lên giúp em thơm kèm số mấy nè. Thơm kèm số mấy. Chắc có co giãn mấy chị nha. Thơm kèm số mấy. Chị nào lấy thơm lên với em thơm kèm số mấy. Thơm kèm số mấy. Lụa lạnh nhạt. Lụa lạnh nhạt. Thơm. Lên với em thơm kèm số mấy nha. Thơm kèm số mấy.
thơm kèm số mấy. Em sẽ lai sang kẽ nha mấy chị nha. Em sẽ xa lai sang kẽ lanh cho mấy chị nữa nha. Cái này là lanh lưỡi nha. Quen cái này là lanh liên liền mấy chị. Lanh là giá 170k một ký nha. Khúc này 70k mấy chị. 70k lanh liên liền nha. Cái này là lanh liên liền. Bây giờ mua mấy sắp mới đổi đây. Dạ mua mua trên được 2-3 sắp trên 100k là em gửi được chị Kim Hoa Nguyễn. 70k khúc này là 70 nha, 70. 2m 70k lanh liên liền mấy chị. Cái này mấy chị lên áo sơ mi cho nam, lên quần đùi cho nam được nha mấy chị. 2m 70k. 2m này là 70k lanh liên liền nha. Có chỗ gọi là tôn, có chỗ gọi là lanh. 70k. 2m 70k mấy chị báo em 70. 70. 70 mấy chị báo em 70 nha. 70k 2m lanh liên liền 70k. Cái này là lụa Hawaii nha mấy chị, mềm mướt rũ có co giãn này. Chị nào lấy nâu lên với em nâu kèm số mấy 26k một mét nha. Nâu kèm số mấy. Nâu kèm số mấy giúp em nha mấy chị. Nâu kèm số mấy. Nâu kèm số mấy chị nào lấy nâu. Nâu kèm số mấy nha. Nâu kèm số mấy. Mã này là nâu kèm số mấy, chị nào lấy nâu, mềm mướt rũ có co giãn nha, váy áo đầm bộ áo dài mấy chị nha. Chị nào lấy nâu lên với em nâu kèm số mấy. Nâu kèm số mấy mấy chị nè, có co giãn nha. Nâu kèm số mấy. Chị nào lấy nâu lên với em nâu kèm số mấy, chỉ có 26k một mấy. Nâu nha, chị nào lấy nâu lên giúp em nâu kèm số mấy. Nâu kèm số mấy. Cái này mấy chị báo cho em là nhí xanh kèm số mét nha mấy chị, lụa lành nhặt nha. Nhí xanh kèm số mét. Nhí xanh kèm số mét nha mấy chị. Nhí xanh kèm số mét. Mềm mướt rũ có co giãn nha. Mấy chị lấy giúp em là nhí xanh kèm số mét. Nhí xanh kèm số mét đẹp rất ngay nha mấy chị. Nhí xanh kèm số mét. Nhí xanh kèm số mét 26k một mét nha. Đồng giá là 26k một mét, lụa lạnh nhặt và lụa tâm đê nha mấy chị. 26k. 26k một mét. Nhí xanh kèm số mét. Nhí xanh ngó cái giờ của nó. Giờ buổi trưa đầu lại đâu. Nhí xanh kèm số mét nha. Nhí xanh kèm số mét. Nhí xanh 2m cho chị Nguyễn Hiến nè. Chị Nguyễn Trao 2m nhí xanh nè. Chị Nguyễn Trao 2m nhí xanh. Tới 2 giờ là hết 20 rồi đó. Tí nữa mà lên ngoại là mấy người sau là tới 26. Vì đầu lái không mua. Tới hội chứ xem bây giờ chứ không xem mà. Hai mét cho chị Nguyễn Trao này. Chị Nguyễn Hiến 2m này. Chị nào lấy nhí xanh lấy giúp em nhí xanh nha. Nhí xanh kèm số mấy, chất lụa lạnh nhặt, mềm mướt rũ có co giãn nha. Chỉ có 26k một mét thôi nha mấy chị. Chị nào lấy nhí xanh lấy giúp em nhí xanh kèm số mấy. Nhí xanh kèm số mấy. Nhí xanh kèm số mấy giúp em nha. Chị nào lấy nhí xanh lấy giúp em nhí xanh kèm số mấy. Nhí xanh kèm số mấy. Nhí xanh kèm số mấy. Cái này là lụa tâm đê nha mấy chị. Cái mã hồng này là lụa tâm đê nha. Cái này là mấy chị báo cho em là hồng kèm số mấy nha mấy chị. Hồng chùm kèm số mấy nha, lụa trăm đê nha. Hồng chùm kèm số mấy. Hồng chùm kèm số mấy. Hồng chùm kèm số mấy. Báo chị còn 2m lấy được không? Hồng chùm kèm số mấy nha. Mẫu này em còn 2m. Hồng chùm kèm số mấy. Lân caro có chị. Lân caro em có cái màu đỏ, màu xanh này nè. Đây chị lên caro nha, caro em có màu đỏ và màu xanh rêu y như vậy. Xanh thì có một khúc nha.
Giờ nào lấy hồng chùm, lấy với em hồng chùm kèm số mấy lụa trăm đi. Mềm mướt rũ có co giãn nha. Chị nào lấy hồng chùm, lấy với em hồng chùm kèm số mấy. Hồng chùm kèm số mấy nha. Hồng chùm kèm số mấy. 26k một mấy lụa trăm đi. Mềm mướt rũ. Hồng chùm kèm số mấy. Hồng chùm kèm số mấy. Chị nào lấy hồng chùm báo em hồng chùm kèm số mấy. Hoa xanh sau lưng. Hoa xanh sau lưng này là lan chị. Chị Nguyễn Hiếu. Cái này là lan nha. Phải cái này không chị? Cái này là lan nha. Lan lại mắng ký. Giá 170k một ký nha. Khúc này là 50k nè mấy chị. 50k nha. 50k lan biên xù. 50k. Caro là lụa chị, em không có lan, lan thì em còn mẫu chăn với lại. Dạ đúng rồi, lâu quá em xả rồi đó chị gì? Không phải hả chị? Không phải hả? Cái xanh này là hoa có chăn đó chị Nguyễn Hiếp, có phải cái này không? Cái này là 1,5 m nè. Cái này là 1,5 m nha. Cái này là khúc này là 1,5 m nè chị Nguyễn Hiếp, phải không? Vải may vét thì tại em cũng không có đó chị. Em chỉ có đuổi lụa chị, thôi. Chị Kim Hoa Nguyễn, em có cái khúc này thôi nha. Cái này em có một khúc, chị lấy luôn khúc giúp em nha. Chứ không cắt được 2 m, em xem được bao nhiêu nè. Khúc này là 2,4 m. 2,4 m nha. 2,4 m, lên nhí mấy mấy. Lan nhí đó được 2 m chị Nguyễn Bích. Lan nhí đó được 2 m nha. Chị Hoa Nguyễn chỉ lấy 2 m xuống nhí mà. Chị Nguyễn Hiến cái khúc đó 1,5 m thôi chị. Khúc đó có 1,5 m thôi nha. 2 m nè. 2 m này bỏ cho chị Kim Hoa Nguyễn nè. Chị Nguyễn Bích lái thì em bỏ vô cho chị nha. Chị Nguyễn Bích lái thì em bỏ vô. Khúc này hơn 2 m nè. Cốc này là hơn 2 m nha. Caro xanh em còn 2,4 m. Thế này đây các chị. Em có caro màu đỏ nữa như thế này nhưng mà nó màu đỏ. Cốc này là 2,5 m nha. 2,5 m. Chị Kim Hoa Nguyễn có cốc đó 2 m rồi. Cốc này là 2,5 m nè. 2,5 m 62k. Ok chị Nguyễn Hiếu. 2,5 m 62 nha. 2,5 m này là 62. 2,5 m 62. 2,5 m 62, mấy chị bán em 62. 2,5 m 62. Rồi xanh caro cho chị Nguyễn Bích nè. Cái này là 2,5 m 62 nha. 2,5 m 62. Dạ để em xem thử chị, để em xem với chị Văn Lệ Thu nha. Khúc này là 54k mấy chị, 54 lan hai da, mẫu này là 54 mấy chị bảo em 54 nha. 54 chị nào lấy 54 lên giúp em 54 2 m 54 chị nào lấy 54 lên giúp em 54 nha. 54 em chốt chị Kim Hoa Nguyễn. Cái khúc này nó có cái đường chăn nha mấy chị nha. Cái này là lan chăn nha. Lan chăn khúc này là 3 m nè. Chị Nguyễn Bích ơi, chị Nguyễn Bích kia cái gì? Cái này là 3,96 m mấy chị. 3,96 m 54 em chốt. 3,96 m 3,96 m mấy chị bảo em 96 nha. 3,96 m. Em sẽ lai sang kẻ lụa nữa nha. Mấy chị mà tính đồ của lụa thì chờ em chút em lấy lụa nữa nha. 3,96 m 3,96 m mấy chị bảo em 96. 96. Đẹp lắm mấy chị, 3,96 m này đẹp lắm. 3 m đó là 96k nha. Cái này là lụa lạnh nhạt nha mấy chị, cái này là lụa lạnh nhạt nha. Lụa lạnh nhạt. Cái này mấy chị bị báo em là đỏ trắng kèm số mấy nha mấy chị. Đỏ trắng kèm số mấy nha. 96 em chốt chị Liễu Tư.
Đây mấy chị, trắng đỏ kèm số mấy nha, chất lụa làm Nhật, mềm mướt rũ có co giãn nha, mềm mướt rũ có co giãn. Dạ ok, ba sắp đó là đi được rồi đó chị Kim Hoa Nguyễn. Giờ nào lấy trắng đỏ lên giúp em, trắng đỏ kèm số mấy nha, trắng đỏ kèm số mấy, trắng đỏ kèm số mấy, trắng đỏ kèm số mấy. Chị nào lấy trắng đỏ lên giúp em, trắng đỏ kèm số mấy. Dạ đúng rồi, 96 đó là lanh đó chị Liễu Tư, 96 đó là lanh. Giờ nào lấy đỏ, lụa đỏ này báo em đỏ kèm số mét nha, lụa là giá, lụa là giá 26k một mét nha, 26k một mét. Còn lanh lại mang ký nha, lanh lại mang ký. Lanh bên phía sau á. Cái này là lanh thái nha mấy chị, cái này là lanh thái, khúc này là 2 mét nha, 2 mét lanh thái. 2 mét lanh thái này là 66 mấy chị, 66, 66, 66 mấy chị bảo em 66 lanh thái nha, 66, đơn chị đầu hồng đi chưa, 66, 66, 66 mấy chị bảo em 66, 2 mét 66, đi rồi chị đào hồng nha, chị ok là em đi rồi chị nha. 66 em chốt chị Nguyễn Bích, 66 em chốt chị Nguyễn Bích. Cái này là chấm bi, chấm bi, cái này là chấm bi, này là tôn biên xù nha mấy chị, chấm bi này là tôn biên xù nha. Khúc này là 3 mét nè, 3 mét 87 cao, 3 mét 87, 3 mét tôn biên xù 87, mấy chị báo cho em 87 nha, 3 mét 87. Facebook hôm nay bốt tương tác đó mấy chị, mấy chị xem like chấm bài lên giúp em và chia sẻ giúp em một lượt mấy chị, mấy chị chia sẻ giúp em một lượt với nha. 3 mét chấm bi 86, 86, 86 mấy chị báo em 86 nha, 86, 86 đó. Cái gì bỏ chị vô rồi, 86, 3 mét 86 lanh biên xù chấm bi nha mấy chị. Lanh biên xù có chỗ gọi là tôn, có chỗ gọi là lanh nha. 86. Chị Đào Hồng ơi, chị Đào Hồng chốt lại cái áo quay chị áo đào ơi, chị áo đào chốt lại cái khác đi. Chị chốt lại cái khác rồi em gửi luôn nha. Khúc này là 77k mấy chị. 2m7. 2m7 77 nha. 2m7 77. 2m7 77, tại vì lâu quá em không thấy chị xem, không thấy chị trả lời đó, nên em xả ra rồi, chị mua đi rồi em dồn lại cái khác gửi nha. 2m7 77 mấy chị. 2m7 77 tôm biên xù nha. 77 mấy chị báo em 77. 2m7 77. 2m7 77 mấy chị báo em 77. 77. Cái này là lanh biên xù mấy chị, 56k 2 mét nha, mã này là 56k, 56. Em có thun cô tông, em có thun cô tông đó chị Minh Hà nha. 56k, mã này là 56k 2 mét tôm biên xù nha, 56. 56 mã này là 56 mấy chị lấy giúp em 56k kèm số mấy nha. 56k kèm số mấy tôm biên xù. 56. 56 mấy chị bảo em 56. 56 nha. 2 mét 56 mấy chị lấy giúp em 56k kèm số mấy. 56k kèm số mấy nha. Cái này là hai khúc mấy chị may cho được một bộ nha mấy chị nha. Cái này là hai khúc lẻ mấy chị may cho đủ bộ nha. Cái này là 57 mấy chị, 57. 57 này là may một bộ nha, 57. Mã này là 57k. 57. 57, chị Nguyễn Thị Tuyết Mai nữa nha, chị còn thiếu khúc chị vậy. 57.
57, mã này là 57k nha. Sao thời tiết mai đúng không? 57. Hồng tím mới 8 mới cắt rồi mà. 57, mã này là 57 nha. 57k, mấy chị bán em 57. 57 này là hai khúc, hai khúc mấy chị may đủ bộ nha. Tiết mai còn kia là phan. 57. Chị nào lấy 57 lên giúp em 57. Trang dương ok rồi đó. Cái này là trái thơm mấy chị nha, trái thơm và dưa hấu lanh nha. Sao mà rớt mi hết trơn, còn có 12 chị xem. Trắng kinh luôn, mạng Facebook bốt tương tác hết trơn rồi mấy chị. Cái này là 58k nha. Chị xem hồi luôn. 58k, mã này là 2m58 mấy chị. 2m58. 2m58 mấy chị bảo em 58 nha. 58, chị nào lấy 58 lên giúp em 58. Lanh mây bộ cũng được, mà đuổi các chị mây bộ cũng được, mềm rũ mát, đuổi giống như là đang mặc các chị. 58, chị nào lấy 58 lên giúp em 58 nha. Mấy chị mà không mặc 58. Màu nổi thì mặc qua màu tối. 58, 58 này may cho bé trai bé gái gì cũng được hết nha mấy chị. 58. Đi tắm mưa hết rồi. Ở trong đó mưa hả? Trong chị là ở ngoài này mưa. Nắng bể đầu đó chị. Ở ngoài em là nắng mất bể đào luôn. Ở trong chị mưa hả chị Ngọc Mai? Cái này là tôn biên xù nha mấy chị. Khúc này là tôn biên xù. Tôn biên xù khúc này là 1m1 nha. Khúc này là 1m1 tôn biên xù. 1m1 31k. 1m1 này là 31. Mưa ngập lụt cho quận 8 mưa ngập lụt luôn. Trời ơi mưa kinh ha. 31k 1m1 với chị. 38k 1m1. 38k 1m1. 38k 1m1 với chị. Sài Gòn rồi mà mưa cửa tiếng đồng hồ là nước vô nhà. Lan hình hoa vải sáng không chị. Ông này đây. Hình hoa vải sáng thì em có cái mẫu này là sáng thôi này, hoa như vậy này. Hoa như vậy thôi chứ còn không có hoa nhí với chị Tâm cái đi. Khúc này là 85k mấy chị. Khúc này là 85 nha, 85 lanh hai da nha mấy chị. 85. Ba mét 85. 3m85 mấy chị bán em 85 nha. 3m85. 3m85. Cái này mấy chị may cho cả gia đình được luôn nha mấy chị. Mấy cái này mấy chị may cho áo sơ mi cho nam được luôn này. Hoa hoa quà què này. Mấy chị may cho nam được luôn nha. 3m85k. 3m85 mấy chị bán em 85 nha. Mấy chị chia sẻ về hội nhóm, chia sẻ về giúp em với mấy chị. Mỗi chị về chia sẻ giúp em một lượt với. Mấy chị chia sẻ giúp em một lượt với nha. Em có lụa đẹp mà. Chị thích lanh mà về lanh không còn mấy mẫu. Cái lụa này mấy chị, lụa trái thơm này đẹp rất ngay này. Mềm, chắc mềm, mướt, rũ, có co giãn này mấy chị. Mềm, mướt, rũ, có co giãn đẹp lắm. Chỉ có 26k một mấy thôi. Chị nào lấy thơm đây giúp em thơm kèm số mấy nha. Thơm kèm số mấy. Lụa này, cái lụa này mấy chị mặc đi đám đi tiệc được nè. Mặc đi chơi được nha. Còn lanh thì mấy chị chỉ mặc ở nhà đi chợ được thôi mà. Cái lụa này nó rất là dễ mặc nha, mềm mướt rũ có co giãn. Giờ nào lấy thơm lên với em thơm kèm số mấy. Thơm kèm số mấy nha, có co giãn nha mấy chị. Có co giãn mấy chị mặc rất là thoải mái nha. Giờ nào lấy thơm lên với em thơm. Thơm đẹp ngất ngay luôn, màu ở ngoài đẹp lắm. Màu xanh. Màu xanh. Giờ nào lấy thơm lên với em thơm kèm số mấy nha. Thơm đẹp ngất ngay luôn đó mấy chị. Màu sáng thì em có lanh lên mấy chị nha. Lanh có chân nha. Khúc này là 65k. Mã này là 65. Mấy chị bảo em 65 nha. 65. 65. 65. 24, 65. 24 này là 65 mấy chị. 24-65 có đường chân nha. 24-65. 24-65 mấy chị bán em 65. 24 chỉ có 65k thôi mấy chị.
24 chị có 65, mấy chị bán em 65 nha. 65. 65, chị nào lấy 65 lấy với em 65. Hồi nãy chị nào có đó. Màu sáng mà lon màu được không chị? Màu sáng em có lon màu nè. Hoa nha. Lên hay da, chất liệu lên hay da. Đẹp ngất ngay nha mấy chị. 56k 2 mét. Mã này là 56, mấy chị lấy giúp em 56 nha. 2 mét 56. 2 mét 56, mấy chị bán em 56. Cái này sáng này mấy chị. Cái này mấy chị mang áo sơ mi cho bé trai được nha mấy chị nha. Cái màu là cái lanh này mấy chị lên áo sơ mi cho bé trai được luôn nè. 54. Khúc này là 54, mấy chị bán em 54. 54. 1m8 54 nha. Các chị chấm bài lên giúp em nha. 1m8 54. 1m8 54. 1m8 54 nha mấy chị. 1m8 54 lanh đẹp nha mấy chị. Chất liệu lanh hay da nha. Có chỗ gọi là tôn, có chỗ gọi là lanh. 1m8 54 mấy chị bán em 54. 54 rút lên cái bỏ xuống, rút lên bỏ xuống miết mấy chị. Màu vàng nó sáng. Sáng chói luôn á. Đây nha, lanh đây nha mấy chị. Mấy chị sắp sáng lại em có sáng. Sáng rực rỡ cho mấy chị luôn. Lanh biên xù. 71k 2 mét mấy chị. Mã này là 71k 2 mét nha. 71, mã này là 71. Lanh biên xù dày dặn đẹp lắm mấy chị. 2m71. 2m71. 2m70. 2m này là 71 chấm 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 nè. 2m71 nha mấy chị. À, em cảm ơn chị Ngọc Châu Mai nha. Rồi xem với 2 em từ mét. Đầu tới cuối luôn. Sáng cũng như chiều nè, cảm ơn chị Ngọc Châu Mai nè. 2m71 nha. 2m71 thơm chị Hằng Phạm 2m rưỡi. Chị Hằng Phạm có thơm 2m rưỡi nè. Thơm lụa hay là thơm thanh lan như nãy ta? Lụa Hồng Lan nha. Có chứ. Chị Hằng Phạm lấy cái mẫu thơm lụa này đúng không chị? Cái này là vải lụa nha. Đã, tại vì em có cái mẫu lanh mà nó có nền đen á, nên em sợ nó nhầm mẫu. Chị Hằng Phạm thơm, cái thơm này em cắt cho chị 2m rưỡi cái thơm này nha. Mềm mịn mướt rũ nha mấy chị. Chị Hằng Phạm thơm 2m rưỡi nè. Chị nào lấy 71 lên giúp em 71 nha mấy chị. 2m lên biên xù 71. 2m đây là 71 đó mấy chị. Cái này là thổ cẩm nha. Thổ cẩm này là tôn biên xù nha mấy chị. Thổ cẩm này là tôn biên xù nè. Thổ cẩm tôn biên xù 47k 1m rưỡi. 47k 1m rưỡi tôn biên xù mấy chị nha. 1m rưỡi. 47k 1m rưỡi nha. 47k 1m rưỡi. 47 mấy chị lên giúp em 47. 47 1m rưỡi. 47k đó là 1m rưỡi đó mấy chị. Cái này là tôn hai da nha mấy chị. Cái mã này là tôn hai da nè. Có thun cô tông màu tím trăng cho chị. Khúc này là 55k 55. Mã này là 55. Mấy chị bán em 55. Chị Liễu Tư để em lên, em đưa lên rồi chị thích cái nào chị chọn nha. Để em lấy thun cho chị nhá nha. Để em lấy cái thun này. Chị thích cái nào chị chọn, chứ còn em không biết cái màu tím gì hết. Mà nhờ nhiều cũng có hoa chứ còn trơn không có nha. Có trái có chữ có hoa. Có trái có chữ là nhiều á. Mã này là 56, mấy chị bán em 56 nha. 56 2m.
tôn hai da nha, mã này là tôn hai da. Đây mấy chị, 55, mã này là 55 nha, 55K2m nha, 55. 55, chị nào lấy 55 lên giúp em 55. 55 đẹp ngất ngay nha, 55 nó đẹp lắm mấy chị. Thun cô tông, thun cô tông của chị Lễ Tư, có thun trái nha, thun trái. Cúc này là 2m7, 2m7 này là lanh thái nha mấy chị, 2m7 này là lanh thái nè, 2m7 lanh thái, 2m7 104, 2m7 104, 2m7 104, 2m7 104 mấy chị bán em 2m7 104 nha, lanh thái, có chỗ gọi là tôn, có chỗ gọi là lanh nha, 2m7 104, 2m7 104, 2m7 104. Và mấy chị không thích lanh nữa, em bỏ lanh luôn rồi. Lọc. Đây này chị Lễ Tư, em có cái thun này nè, thun cô tông nha, cái này là thun cô tông nha mấy chị, thun lạnh, cái này là thun cô tông, co giãn bốn chiều nè, thun, ở ngoài thun cô tông mấy chị, thun giấy, thun cháy mấy chị, cốc này là 93 nha, 93, trong đó có khúc, 93, mã này là 93, 93, 93, mấy chị bảo em 93 nha, mã này là 93 nè, 1, 2, 93, mã này là 93, mấy chị bảo em 93 nha, 93, bị cái gì mà gút gút lại đây, 93 này là 4m mấy chị, 93 này được 4m nha, 93, 4m mấy chị à, cái này mấy chị à, mây đầm, mây đầm mây bộ nha mấy chị nha, 93 4m, 93 4m, chị nào lấy 93 lên giúp em 93. Cái này là thun đây mấy chị nha, cái này là thun cô tông đây mấy chị, cái này là thun cô tông nha, có chữ Adidas nha. Cái này tầm là 64K2m mấy chị, cái này là 64 nha, 64, mã này là 64 mấy chị, lên với em 64K kèm số mét nha, thun trái nha, mã này là 64 mấy chị, lên với em 64K kèm số mét, 64, mã này là 64 mấy chị, lên với em 64, 64, chị nào lấy 64 lên giúp em 64, thun qua nha mấy chị, thun trái nha, thun cô tông đó mấy chị, thun cô tông nha, có chữ Adidas nha mấy chị, cái này là có chữ Adidas nha. Sáu mươi bốn hai mấy, chị nào lấy 64 lên giúp em 64K kèm số mấy, 64K kèm số mấy, thôi đừng có rút rồi nó mấy chị, đâu có thích mua. Em có màu đen nữa nha mấy chị nha, cái này là màu đen chưa, màu đen nha, cái này là màu đen nha mấy chị, thun nha, khúc này là 79K mấy chị, khúc thun này là 79 mấy chị, báo cho em 79 nha, 79, mã này là 79 mấy chị, lên giúp em 79, 79, mã này là 79 mấy chị, lên giúp em 79, 79, 2m 79 mấy chị, 2m này là 79 mấy chị, báo em 79, 79, em có màu trắng nữa nha mấy chị, em có màu trắng nữa nha, 79 em chốt chị Âu Trần, cái này là chữ Chanel nha mấy chị, Chanel màu trắng nè. Khúc này là 59K,
59 mấy chị báo em 59 nha. 59. 59 mấy chị báo em 59 màu trắng dễ thương nha mấy chị, thun nha. Cái này là thun. Mã này là 59. 59 được 1 mét rưỡi. 59k được 1 mét rưỡi. 59. 59 mấy chị báo em 59. 59. Cái này là caro nha mấy chị, cái này là caro nha, caro này là thun nha, thun cô tông nha mấy chị, thun trái nha. 100k. Cốc này là 100k mấy chị. Cốc caro này là 100 mấy chị, báo cho em 100 nha. 100. Đẹp rất ngay mấy chị, mềm mịn mướt rũ có co giãn nha. Cốc này là 100. Ba mét hai, ba mét hai 100k. 59 em chốt chị Lữ Nguyễn. Ba mét hai 100k nha. Ba mét hai 100k. Ba mét hai 100k. Ba mét hai 100k. Ba mét hai 100k. Ba mét hai đó là 100k mấy chị. Cái này là chữ đề ô mấy chị nha. Cái này là đề ô màu hồng nè. 68k. Mã này là 68 mấy chị, lấy giúp em 68 nha. 68. 68. 2 mét 68. 2 mét này là 68k mấy chị, bán em 68. 2 mét 68 nha, thun nha mấy chị. 68 chị lấy giúp em 68. 68 mã này là 68. 68 chị nào lấy xe 8 này giúp em 68. Cái này là lưới nha mấy chị nha, cái này là lưới nha. Cái này là lưới. Mấy chị à, mây đầm. Mây đầm lấy áo dài nha. 63 2 mét mấy chị. Mã này là 63. 2 mét 63. 2 mét lưới này là 63 mấy chị, lên giúp em 63. 2 mét 63. 2 mét 63 mấy chị bảo em 63. 63 chị nào lấy 63 lên giúp em 63. Cái này là thun nha mấy chị, cái này là thun nha. Thun cô tông nha mấy chị. Cái này là thun cô tông nha. 61k. 61. 61. 61 1.8 mấy chị, 61 này là 1.8 nha. 61 mấy chị lấy với em 61. 61 chị nào lấy 61 lấy với em 61. 61. 61 chị nào lấy 61 lên giúp em 61. Em lên lại trái thơm này cho mấy chị nè. Trái thơm này là lụa lạnh nhạt nha. Trái thơm này là lụa lạnh nhạt. Chị nào lấy thơm lên giúp em thơm kèm cơ mét. Màu ở ngoài đẹp nất ngay nha mấy chị. Chị nào lấy thơm lên giúp em thơm kèm số mét. Thơm kèm số mét. Mềm mướt rồi có co giãn nha. Chị nào lấy thơm lên giúp em thơm kèm số mét. Màu này ngồi đẹp hơn trong lai rất là nhiều. Thơm kèm số mét. Thơm kèm số mét. Thơm. Thơm kèm số mét. Chị nào lấy thơm lên giúp em thơm kèm số mét nha. Thơm kèm số mét. Chị nào lấy thơm lên giúp em thơm kèm số mét nha. Thơm kèm số mét. Cái này là tất ta lụa nha mấy chị nha. Cái màu đen này là tất ta lụa nè. Mấy chị lên quần tay nè. Ở quần cái này mấy chị lên làm thiết kế nha. Lên làm thiết kế. Lên áo dài. Cái này là giá 120k một ký. Khúc này là 97k mấy chị. 97. Tất ta lụa màu đen nha, 97 co giãn 4 chiều cho mấy chị nha. Co giãn 4 chiều, hôm nay là 97, mấy chị bảo em 97.
2m6 97. 2m6 97. 2m6 97. 2m6 97 nha mấy chị. Tóc ta lụa màu đen đẹp lắm. Cái này mấy chị lên làm dạ hội, lên làm thiết kế. 2m6 97k, giá 120k một ký nha. Giá 120k một ký. Chị nào lấy đuổi giống em đương mặt này mấy chị, đuổi giống em đương mặt nha. Mềm mướt rồi có co giãn nha mấy chị. 55k 2m. Mã này là 55. 2m55 mấy chị báo em 55k kèm số mấy nha. Đuổi lụa 55k 2m. 55, chị nào lấy 55 lấy giúp em 55 nha. 2m 55 đuổi lụa. Mịn mấy chị nha, đuổi mịn nha, mềm mướt rồi có co giãn. 55. 2m 55. Hai mét 55, cái màu này là màu hồng sen nha mấy chị. Màu hai là màu hồng sen. 55k 2m. 55. Đổi màu giống y thương lai là không có chịu. 55, chị nào lấy 55 lên với em 55 màu hồng sen nha mấy chị. Đuổi lụa 2m 55. 2m 55 mấy chị bảo em 55. 55, chị nào lấy 55 lên rồi, với em 55. Lấy 55 nè. Đuổi này em còn màu xanh đen này. Màu chị màu Trần hồng, vui 2m 55 nè. Màu hồng cam, màu ghi, nói chung là nhiều màu, đuổi thì nhiều màu, mặc rất là sướng, mặc co giãn dày thoải mái. Cái này là cũng đuổi lụa nha mấy chị nha. Cái này là đuổi lụa nha. Màu màu nâu. Màu nâu đất nha mấy chị. 60k. 2m này là 60, mấy chị báo cho em 60 nha. 60. 60k đẹp ngất ngây, mềm mướt rũ có co giãn mấy chị nha. Cái này nó có co giãn mạnh cho mấy chị này, mềm mướt rũ nha, đuổi trơn đuổi mịn nha mấy chị. 2m 60k. 2m 60 mấy chị báo cho em 60. 60. 60k. 60k mấy chị váy áo đầm bộ, áo dài đều được nha mấy chị. 60k chị nào lấy 60 lên giúp em 60. 60. 60 cho chị Trần Vui. Cái này là màu xanh đen nha, đuổi lụa màu xanh đen nè. Đuổi lụa màu xanh đen. 60, 60 đây em hết rồi. 60 đây em có một khúc cho chị nữa cơ. 60 đây em hết rồi. 60. Mềm mịn nước rũ có co giãn nha mấy chị. Cái này là màu xanh đen nè, để em căng 2 mét màu xanh đen thử bao nhiêu nha. Cái này là 63 mấy chị, mã này là 63 nha. 63. 63 mấy chị báo giúp em 63, giá 120k một ký nha. Cái này là 63, xanh đen là 63 mấy chị. Đúng. 2m 63 nha mấy chị, giá 120k một ký. Mà 2m của nó tới 63, 2m này là hơn nửa ký đó mấy chị. 2m này là hơn nửa ký nha, một ký chưa được 4m. Một ký này chưa được 4 mét nha. Mới 3 mét mấy là một ký rồi. Chắc đẹp lắm nha mấy chị. 63 màu xanh đen. 63 mấy chị lên giúp em 63. 63. Cái này là đen 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 than nha mấy chị nha. Chị Nguyễn Hiến. Chị Nguyễn Hiến. Cái xanh đen đó là hàng em bán ký nha. Hàng em bán ký. 2 mét đó là 63 chị nha. Khúc này là 55k mấy chị. 55 nha. 55 này là xanh than nha mấy chị nha. 55. Mã này là 55 mấy chị lên cho em 55. 55. 55, mã này là 55. 55. 55, mã này là 55 nha. Cái 63 này, 63 này là xanh khác nha mấy chị. Nó xanh khác nha. Số 3 là đuổi gãy các chị. Đuổi gãy còn 55 là năm mấy? 53 hay 54? Ừ. Cái đó năm mấy?
25 hả? Cái này là mây bộ chị lên miền Tây. Cái này là đuổi lụa chị nha, cái này là đuổi lụa nha. Cái này là 55 nha, còn cái hồi nãy là 63 chị Nguyễn Hiến lấy cái xanh đen nào. May quần lẻ được mà, em thấy nhiều người họ vẫn chợ họ vẫn may quần lẻ họ bán, nhưng mà em lại không cắt được một mét. Hàng cây em cắt mét rưỡi trở lên. Cái này là đuổi lụa nha mấy chị, cái này là đuổi lụa nha. Đuổi này họ may quần bán ngoài thị trường nhiều lắm các chị. Quần lẻ, quần tà, quần mà quần lưng thun với lại quần. Cái mã này là 57k mấy chị, 57. Rồi, chị Nguyễn Hiến lấy 57 nha. Mã này là 57k 2 mét nha, 57. 57 mấy chị lấy giúp em 57 nha. 57. 2 mét 57 đuổi lụa mềm mịn mướt rũ có co giãn. 57. 57. 57 chị nào lấy 57 lấy giúp em 57. Cái này mấy chị may quần ống rộng được nè. Dạ không, nhưng nên mà quần tay nha. Đi học thì cái này mà không được. Mấy nữ quần tây thì nó hơi mềm đủ mà. Quần tây này đâu nó có mà. 57 chị nào lấy 57 lên giúp em 57 nha. Chị nào là lấy cái vải này mặc đi chùa này mấy chị màu khói nha. Cái màu này là màu khói nha, chị nào lấy màu khói này lên giúp em nha. Màu khói. Quần tây đi học thôi. Dạ. Xong được. Rộng rộng đủ rủ cho nữ được không? Một khối nào sáng có cắt khúc đi đâu được. Cái này là 58k 2 mét nha mấy chị. Cái màu khối này là 58 nha. Đuổi lụa nha, mềm mịn mướt rũ. Màu khối màu này mấy chị mặc đi chùa này. Đuổi lụa mềm mịn mướt rũ nha. Hai mét 58 á chị, hai mét này là 58k, mềm mịn mướt rũ có co giãn nha. 58 á chị lên giúp em 58, mã này là 58k, 58 chị nào lấy 58 lên giúp em 58. Cái này là satin ngọc trai mấy chị, may nguyên bộ áo dài nha, may áo đầm nha. Cái này em hôm trước may cái một cái áo đầm rồi đó mấy chị. Màu mắm tôm nha, satin ngọc trai. Màu mắm tôm satin ngọc trai. Khúc này là 79k mấy chị. Khúc này là 79 mấy chị, lên giúp em 79 nha. 79k kèm số mét. 79k satin ngọc trai, 79. Mã này là 79, mềm mướt rũ có co giãn. 79. Ba mét 79 một bộ áo dài mấy chị. 79 mã này là 79 mấy chị lên giúp em 79 nha. 79 mấy chị bán em 79 đẹp ngất ngay. Chị nào mà nhận cái chất này không đẹp là em không lấy tiền đâu. Mềm mướt rũ có co giãn satin ngọc trai, 3 mét mà có 79k thôi mấy chị. 3 mét mà có 79 nha. Một bộ áo dài là 79, còn chị nào muốn cắt một mét rưỡi hay là 2 mét mai áo đầm nữa, bảo em cắt cho. Cái màu đỏ này là phi lụa may quần áo dài nha mấy chị, phi lụa may quần áo dài, may áo kiểu nha. Cái này thì mấy chị không may bộ áo dài, nó không được đẹp. 37k 2 mét. Mã này là 37k phi lụa. 37k phi lụa màu đỏ nha, 37. Mã này là 37 mấy chị báo cho em 37 nha. 37. Phi lụa màu đỏ. May quần áo dài, may áo kiểu, may đồ pyjama nha mấy chị. 2 mét 37k. 37. Cái này là đỏ tươi nha, nó vô trong đó nó thành đỏ cam đó mấy chị, đỏ tươi. Cái đó là đỏ tươi. Cái này là đuổi nha mấy chị, cái này là đuổi lụa nha. Đuổi lụa. 58k 2 mét 58 mấy chị bảo em 58. 58. Mã này là 58k 2 mét mấy chị bảo em 58 nha. 58 chị nào lấy 58 lên với em 58. 58. 58 màu nâu đất nha mấy chị, cái này là màu nâu đất nè, 2 mét 58k đuổi lụa. Mềm mịn mướt rũ có co giãn mấy chị mặc rất là thoải mái nha.
58, mấy chị về mấy chị giặt ra, mới ủi ra là nó sẽ thẳng nha. Do em bỏ trong đóng á, nó đè á, nó nhào. 58 em chốt chị Nguyễn Vui, áo quay Trần Vui. 58 em chốt chị Trần Vui. Cái này là màu cam dao mấy chị nha. Cái này là màu cam dao nha. Màu cam dao này ở ngoài nó cũng đậm hơn trong lai nha mấy chị. Màu cam dao này ở ngoài nó đậm hơn trong lai nha. 54k. Cốc này là 54, mấy chị lên giúp em 54. 2m54k, mềm mịn mướt rũ màu cam dao mấy chị. Màu cam dao 2m54. Màu cam dao 2m54 nha. 54, chị nào lấy 54 lên giúp em 54. Chị nào xả ra đó. 54. Sao đó? 54. 54 em chốt chị Hồng Phan. 54 em chốt chị Hồng Phan. Cái này là đuổi lụa màu đỏ này mấy chị. Cái này là đuổi nha, đuổi lụa màu đỏ nha, đỏ tươi mấy chị. Cái này là đỏ tươi. Lên bộ áo dài, lên đầm, lên bộ ống rộng nha mấy chị. Cái này là 70k. 54 em chốt chị Nguyễn Châu. Cái này là 70k nha. Cốc này là 70k, đuổi lụa bao chất đẹp cho mấy chị nha mấy chị. Mềm mịn mướt rũ nha, có co giãn nè. 70k em xem thấy được mấy mét. Bảy mươi k này là 2m3 mấy chị. 70k 2m3 nha. 70k 2m3 màu này đỏ tươi. 70k. Bảy mươi k 2m3 mấy chị. Bảy mươi k 2m3. 70k 2m3. Cái hàng này hàng 104 của em đó mấy chị. Ho kinh được cả. Cái này là 70k, là giá 120 đó mấy chị. Hôm trước giá 140k một ký. 140k là khúc này nó tới 81 lần. Nó tới 81 lần mấy chị nha. Chị nào lấy 70 lên giúp em 70. 2m3 70k đẹp ngắt ngay. 70k đẹp ngắt ngay nha. Cái này là màu xanh coban đuổi lụa nha mấy chị. Màu xanh coban đuổi lụa. Màu xanh coban này là 68 mấy chị. Cái cốc màu xanh coban đuổi lụa này là 68 nha. 68. Hai mấy rưỡi 68. Hai mấy rưỡi 68 mấy chị bán em 68 nha. 2m5 68 màu xanh coban. 68. 2m5 68 đây mấy chị. 2m5 này là 68 mấy chị bảo em 68 nha. Mềm mịn mướt rũ có co giãn. 2m5 mà có 68k thôi. Màu xanh coban, màu này mấy chị mặc lên sáng da lắm nè. Màu này mấy chị mặc lên sáng da lắm nha. 2m5 đó là 78. À 68 mấy chị. 68 nha. 2m5 mà có 68k đẹp ngất ngay nha mấy chị, đuổi lụa nha. Đuổi lụa 68. Khúc này là 45k mấy chị, 45 nha. 45 màu cam nha mấy chị, đuổi lụa nha, 45. Mã này là 45. Một mét 6 45k. 1m6 45. 1m6 45 la chị có 20 qua là mười mấy chị xem. Mấy chị chia sẻ bài giúp em với mấy chị. Mấy chị chia sẻ lên hội nhóm giúp em với. Mấy chị chia sẻ lên hội nhóm giúp em một lượt nha mấy chị nha. 1m6 45. 1m6 45. Chị Ngọc Mai, chị Ngọc Mai mặc qua cái màu là màu này nè chị Ngọc Mai. Cái này là màu tím môn nha. Cái này đẹp lắm. Cái này là lụa satin nha. Cái này nó tách ra lụa nhưng mà nó giống in satin ngọc trai á. Cái này là satin ngọc trai đi. Satin ngọc trai màu tím môn nè. Chị Ngọc Mai,
Chị Ngọc Mai mặc màu tím màu không? Đẹp lắm. Cái này là 3m4 nha, khúc này là 3m4 nè. 3m4 sơ ti ngọc trai màu tím môn, 3m4. 3m4, khúc này 3m4 luôn chị Ngọc Mai. Chị Ngọc Mai lấy luôn giúp nha. 112. Cái này là 112 nha, 3m4 gần 3m5 á, 112. Màu tím môn. Màu tím môn đẹp ngắt ngay đó chị. Chị bẩn á. Màu tím môn chị chưa có đấy. Cái này là lụa satin màu nâu nha. Màu này mấy chị cũng mặc đi chùa được nha mấy chị. Satin màu nâu nha. Này bỏ cho chị Ngọc Châu. Khúc đó là 3m4 gần 3m5 chị Ngọc Mai nha. Khúc này là 41k mấy chị. 41. Mẫu này là 41. Mày đâu coi hết. 41. Dạ chị Liên ở ngoài này nóng. Nóng chứ cũng không có mưa nha. Ở ngoài em không có mưa mà nóng lắm. Khúc này là 2m5, khúc này là 2m5 nè. Chị may thêm cái áo lễ chị mặc chứ còn khúc đó 3m4 em không cắt được 2m5 đó chị Ngọc Mai. Nó dư ra chị may thêm cái quần hay là cái áo lễ chị mặc cắt riêng ha. 2m4 là còn 1m không cắt được. Còn 1m thì may được một cái quần lễ. 41k 2m5 mấy chị, 41k satin 2m5 nha. 41k. Rồi ok chị. Cái này là đuổi lụa mấy chị nha, màu hồng rút nha. Cái này là đuổi lụa màu hồng rút này. Bao giờ màu cắt đi rồi đấy, tả số mấy thằng cắt cái này. Cái này là 50, chị nào lấy hồng rút lại với em, hồng rút kèm số mấy nha mấy chị. Cái hàng này hàng trăm cây, giá 140, em bán cho mấy chị giá 120k một ký luôn. Chị nào lấy hồng rút lên giúp em hồng rút nha. Đuổi lụa nha mấy chị, mềm mịn mướt rũ nha. Màu hồng kem à. Kem hồng. Cái màu kem da. Hả? Tập dung lại lắm. Chị nào lấy hồng rút lên giúp em hồng rút kèm số mấy nha mấy chị. Giá chỉ có 120k một ký. Hai mấy của nó tầm 55k thôi nha mấy chị, 55 56 thôi. Chị nào lấy hồng rút lên giúp em hồng rút kèm số mấy. Hồng rút kèm số mấy nha. Hồng rút kèm số mấy. Chị nào lấy hồng rút lên giúp em hồng rút kèm số mấy. Hồng rút kèm số mấy nha mấy chị. Bao chắc đẹp cho mấy chị nè. Đẹp ngất ngay luôn nha. Chị nào mà không mua cái đuổi lụa này là tiếc hùi hùi đó mấy chị. Tại vì em sale cho mấy chị giá chỉ có 120 thôi. Hôm trước là em nhập vô cái lô hàng trước nó cao là giá 140. Mà nhưng mà hôm nay em còn mấy khúc này em sale cho mấy chị đồng giá là 120k một ký. Chị nào lấy hồng rút kèm số mấy giúp em. Hồng rút kèm số mấy giúp em nha. Đuổi lụa mềm mịn mướt rũ mấy chị may nguyên bộ áo dài được nha. Màu này ở ngồi nó đẹp lắm mấy chị. Nó đậm hơn trong like nha. Mấy cái màu nhạt nhạt này em chụp vô hình là mấy chị thấy ra màu trắng nữa luôn á. Tới khi em chốt em chụp qua mấy kiểu mấy chị kêu sao màu trắng đó. Chị nào lấy hồng rút lên giúp em hồng rút kèm số mấy nha. Hồng rút kèm số mấy. Cái này là lụa ngọc bích mấy chị. Cái này là lụa ngọc bích nha. Lụa ngọc bích này khúc này là được 1m1 nha mấy chị. 1m1 nha. 1m1. 1m1 mấy chị may được một cái áo hay là cái quần lễ nha. 34. 34. 34 co giãn rất là thoải mái nha. Khúc này là 34. Mấy chị à, báo cho em 34. 34. 34 1m1 34. 34, chị nào lấy 34 lên giúp em 34 nha. Cái này là satin nha mấy chị nha. Cái này là satin, may quần áo dài, may đồ pyjama nha. Lụa satin. 35k 2m. 34 em chốt chị Hồng Phan. Cái này là 32m 35. 2m 35 satin nha. 2m 35 mấy chị bán em 35. 35. 35 chị nào lấy 35 lên giúp em 35, 2m 35.
may quần áo dài, mềm mướt rồi có co giãn. 35. 35, chị nào lấy 35 lấy cho em 35. Phi lụa màu vàng đồng nha mấy chị, cái này là phi lụa màu vàng đồng nè, lên nha quần áo dài, lên đồ pyjama nha. Có co giãn nha mấy chị. 51k. Mã này 51 mấy chị, bảo em 51. 51. 51. Ba mét 51k, mềm mướt rồi có co giãn mấy chị nha. Ba mét chị có 51k, đẹp ngắt ngay. Ba mét 51. Ba mét 51. Ba mét 51. Ba mét 51 mấy chị, bảo em 51 nha. Đọc rác cổ này, mắt thì buồn ngủ, buồn không có mấy chị nào chốt hết. 51, ba mấy chị 51k. Mấy chị hôm trước á hỏi màu vàng đồng này rất là nhiều, nhưng mà hôm nay em like ba mấy 51 thì mấy chị lại không chốt nè. Đẹp ngất ngay luôn. Màu sau còn khúc ở trong. Cái màu cam cam nó sâu. Này lên rồi. Nãy ai chốt một khúc còn khúc có. Ủa nãy thấy chị là chốt không? Cái này là 43k mấy chị, khúc này là 43 nha. 43. Mã này là 43 mấy chị, 1m6 43 nha. 1m6 43. 1m6 43, đi bơi hết rồi. 1m6 43 mấy chị. Đi bắt cá làm vợ. 1m6 43. Cái này là màu trắng kem nha. Cái này là màu trắng kem nha mấy chị. Nhiều thì không không sao thì bán, nhưng mà biết ở đâu rồi nó có cúc 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 không. Cái này là màu trắng kem, đuổi lụa nha mấy chị. Chị nào mà may áo dài học sinh được, cái này lên bộ áo dài được nha mấy chị, 90k. Khúc này là 90k, mấy chị lên giúp em 90 nha. 90k. 90k, mã này là 90k, mấy chị báo em 90. 90k. Mã này là 90k, mấy chị báo cho em 90. Chị Mai có gì mà 250 một bộ kinh vậy chị Ngọc Mai? Chị Mai đồ gì mà tới 250 vậy đó? Ở ngồi em may bộ áo dài mới có 250 tiền công thôi. Một bộ áo dài là 250, còn đồ bình thường là 150. 150 là cao đơn rồi đó chị. Đồ kiểu vớt mà. Shopping này mà may đồ kiểu... Khúc này là 90k, mấy chị báo cho em 90 nha. Có mày có 3 lót. Mét 90k. Ở trong đó mày có lót không mà giá cao ghê chị ha. 90k chị nào lấy 90k. Trong đó là giàu luôn á. Như là bộ của trăm mặt thì tầm 100.000 tiền may á. Tiền em may tiền công của em là 90 đó mấy chị. Tiền em may là 90.000 tiền công đó. Cái này là màu xanh nha mấy chị. Sài Gòn tiền công 250 cân này. Trời ơi. Dạ đúng rồi, nhưng mà tiền vải nó rẻ cho nên vải đẹp nhưng mà rẻ thì mình cũng đỡ được phần nào. Khúc này là 54k 2m nha mấy chị, 54. Mã này là 54k 2m, mấy chị lấy cho em 54k kèm số mấy nha. 54k kèm số mấy. 54. 54, chị nào lấy 54 lên giúp em 54, 2m 54. 2m 54. Thôi về đi tắm biển đi rồi. Nghỉ đi du lịch cho rồi. Đi tắm biển đi. Cái này là satin màu đen này mấy chị, cái này là satin màu xanh đen nha. Satin màu xanh đen nha mấy chị. 33. Mã này là 33 mấy chị, 33. Mã này là 33. Không phải satin mấy chị, cái màu xanh đen này không phải satin nha. Đồ giấy. 33, 2 mét này là 33. 33, mấy chị bảo em 33 nha. 33, 2 mét 33. 2 mét này là 33, mấy chị bảo em 33 nha. 2 mét 33. 2 mét đó là 33.
là mô xin tiền lương không đủ may đồ mặc. Chị nào lát phi lụa này, lụa satin mấy chị, cái lụa satin này là khổ của bọc mấy chữ. Khổ một mấy khai nha, khổ một mấy khai nè, là mấy chị may một bộ là cắt 2,5 mét, còn gì nào may bộ áo dài là cắt 4 mét nha. Một, 4 mét nha. Cái này cắt 2,5 mét là mấy chị may đủ một độ, một bộ đồ pyjama nha mấy chị, satin nha. Em vừa đi làm, em vừa làm ô xin nữa đó chị. Vừa đi làm vừa về làm đồ, làm ô xin nữa. Cái này là 2,5 mét nha. Cái này là 2,5 mét nha. Cái này mấy chị lên đưa quần áo dài, lên bộ áo dài, lên bộ đồ pyjama nha. 45k thôi mấy chị, 2,5 mét này là 45 nha. Màu cam dao nha mấy chị. Mã này là 45k. 2,5 mét 45. 2,5 mét 45 mấy chị bán em 45. 45. 45, chị nào lấy 45 lên giúp em 45 nha, 2,5 mét 45. 2,5 mét 45. 2,5 mét 45, chị nào lấy 45 lên giúp em 45. 45 2,5 mét. 45 2,5 mét. Cái quần mỏng không cái áo hả? Cái nó là cái quần nó mỏng, còn cái áo nó dài, nếu mà may bộ thì được. Còn thật là cái này em có một bộ áo dài này mấy chị. Một bộ áo dài nha, cái quần riêng, cái áo riêng nha mấy chị nha. Màu xanh đen khổ mấy. Dạ màu xanh đen thì khổ 1,5 mét hết chị. May bộ sắc vân, sắc nách. Mấy bộ sắc nách thì mấy chị may cái đủ ý này được nè chị Phương. Mày chị vết. Phương hả? Mày vết được không? Mày vết. Bộ vết. Mày vết mà mày dặn nó kỹ lắm chị, nó còn đường với áo mà. Sắc nách thì khó hết. Lại nó dục lại. Cốc này là 94k mấy chị nha. Một bộ áo dài này là 94. 94 chị nào lấy 94 này là màu trắng kem nha. Một bộ áo dài này là 94 mấy chị lấy chứ em 94. 94 nha mấy chị. 94. Cái này là cái áo này, còn cái này là cái quần nha. 94. 94, chị nào lấy 94 lên giúp em 94. May bộ đồ 94, chị nào lấy 94 lên giúp em 94 nha. Dạ may bộ đồ đủ chị. Đủ chị Trung Liên. May bộ đồ đủ nha. Cái này 30, cái này may bộ đủ đó chị Trung Liên. 33k một bộ đồ đó chị nha. 33 đó có chị may một bộ. Còn cái này là 94 này là một bộ áo dài xanh đen nha. Này là satin, còn cái là em còn đuổi nữa. Satin mỏng đó chị. Còn cái đó em loại đuổi thì nó dày hơn. Em lên lại cái nhí này cho mấy chị nè. Cái nhí này là lụa lạnh Nhật mấy chị nha. Mềm mướt rượu có co giãn 26k một mét. Chị nào lấy nhí xanh lên giúp em nhí xanh kèm số mét nha. Nhí xanh kèm số mấy, mềm mướt rũ có co giãn. Chị nào lấy nhí xanh lên giúp em nhí xanh kèm số mấy. Đứa này bộ. Hết đứa này vô đứng tới đứa kia. 90, cái này là nhí xanh, chị nào lấy nhí xanh lên giúp em nhí xanh kèm số mấy nha. Nhí xanh kèm số mấy. Nhí xanh kèm số mấy. Dạ đủ 2 mét chị Trung Lê. Đủ 2 mét chị Trung Lê nha. Hai mét đó chị Trung Lê. 2 mét này là 33 chị Trung Lê nha. Tôi chia sẻ nhiều lắm. Nhiều lắm mà chắc tội nhóm người. Ta thấy xa người ta không vô. Thank you.
Dạ không, mua hàng online thì mà chị nào chị cũng mua ship mà 35 cao toàn quốc nè mấy chị. Nhiều chị không vô xem thôi chứ còn mấy chị mua thì chỗ nào mấy chị cũng mua hết nha. Ship thì em ship toàn quốc. Chị nào lấy nhí xanh lên mấy em nhí xanh kèm số mấy nha. Nhí xanh kèm số mấy. Đấy. Nhí xanh kèm số mấy giúp em nha. Nhí xanh kèm số mấy. May đồ váy, may đồ váy. Cái đuổi này may đồ váy được, đồ váy sắp mát được mà. Đuổi à. Ừ. Thì em thấy ngoài chợ nó cũng bán mấy cái mẫu mà đồ đùi á. Dạ, váy ship thì 35 ca toàn quốc chị Phương Việt. Thì Trung Lê có lấy này không? Vậy chị lấy xanh đen. Cái này à. Ừ. Rồi vậy chị lấy xanh đen, rồi bỏ cho chị xanh đen nha. Đen với chị phòng không? Dạ anh chị Trung Lê phòng không. Chị nào lấy nhí xanh lên với em nhí xanh kề số mấy nha. Nhí xanh kèm số mấy? Chị nào lấy nhí xanh lên giúp em nhí xanh kèm số mấy? Phí ship thì 35k toàn quốc nha mấy chị. Phí ship là 35k toàn quốc. Cái này là lụa lạnh Nhật, có chỗ gọi là lụa mịn. 26k một mấy. Chị nào lấy nhí xanh lên giúp em nhí xanh kèm số mấy mấy chị? Nhí xanh kèm số mấy? Nhí xanh kèm số mấy? Nhí xanh kèm số mấy nha? Đồ váy vừa em có tất ta lụa được không chị? Chị mang tất ta lụa không? Và em có đuổi thôi. Cái gồng caro thì không có nha. Caro em không có. Cái này là lụa lạnh Nhật nha mấy chị. Cái này là lụa lạnh Nhật nha. Vàng hồng kèm số mấy giúp em? Vàng hồng kèm số mấy? Chị nào lấy vàng hồng lên giúp em vàng hồng kèm số mấy? Vàng hồng kèm số mấy? Vàng hồng kèm số mấy nha? Chị nào lấy vàng hồng lên giúp em vàng hồng kèm số mấy? Vàng hồng kèm số mấy? Chị có 26k một mấy. Cái này mấy chị may áo dài, may đầm, may bộ nha. Mềm mướt có co giãn nè. Chị nào lấy vàng hồng lên giúp em vàng hồng kèm số mấy? Vàng hồng kèm số mấy? Chị nào lấy vàng hồng lên giúp em vàng hồng kèm số mấy? Nhà em thấy cái đuổi một màu này nè. Cái này mấy chị lên đồ váy sắc nách được nè. Mấy cái màu đuổi này nè, mấy chị lên đồ váy sắc nách được nha. Nhí xanh bốn mấy cho chị Phạm Tuyết Hoa. Chị Phạm Tuyết Hoa bốn mấy nè. Chị Phạm Tuyết Hoa bốn mấy cho nhí xanh nè. Bốn mấy? Mua nhiều có được cái tặng tiền công không dạy. Dạ có. Chị mà mua em tới Tết em có. Chị à, Thanh Đặng vàng hồng 2 mét cho chị Thanh Đặng nè. Chị nào lấy nhí xanh lên với em nhí xanh kèm số mấy nha. Chị có 26k một mét thôi nha. Mới có một khóc mới vừa hôm qua dọn này đó. Thì tốt à. Chị Thanh Đặng 2 mét vàng hồng nè. Hôm qua tao đậm dọn hết. Chị Thanh Đặng có 2 mét vàng hồng nha. Chị nào lấy vàng hồng lên giúp em vàng hồng kèm số mấy? Lụa lạnh Nhật có chỗ gọi là lụa mịn nha. Mềm mướt rủ có co giãn nha. Chị có 26k một mét. Xé một bộ bao nhiêu tiền chị? Chị cắt bao nhiêu mét? Một bộ váy. Một bộ váy ngắn tay quần đùi luôn hay sao chị? Váy mà sắc nách quần đùi thì chắc mét rưỡi. Còn nếu mà dài tay quần dài thì chắc mét rưỡi. Một mét rưỡi nha, một mét rưỡi là sát nách quần đùi. Còn mà chị Mai muốn may dài tay quần dài là 2,5 mét nha. Chị nào lấy hồng, vàng hồng kèm số mét nha. Quần dài là 2,5 mét chị. Quần dài mà chị Mai sát nách thì cắt 2 mét là đủ. Còn chị mà may dài tay là phải cắt 2,5 mét nha. 2 mét cho chị Thanh Lặng nè. Cái beo này là đuổi lụa luôn em á chị. Beo này là đuổi lụa. Chị nào lấy beo lên giúp em beo kèm số mét nha. Beo 2 mét. Dạ tầm 58 trở lại thôi chị. 58-60k trở lại thôi nha.
là 18 đến 60k trở lại thôi, rất là rẻ. Bêu, cái bêu này là đuổi lụa nha mấy chị, cái bêu này là phải đuổi nha. Phải đuổi nha, lụa đuổi nha. Bêu 2 mét. Chị nào lấy bêu lên giúp em bêu kèm cơ mấy nha. Dạ không, lụa lặn nhạt này. Lụa lặn nhạt này là lụa mịn đó chị. Lụa nhạt á, chị biết lụa nhạt không? Lụa nhạt, lụa lặn nha, lặn nhạt nha. Mềm, mịn, mướt, rũ, có co giãn. Đây này chị Phương Vịt. Đây nha. Cái màu này là màu khói nè. Em có màu hồng giống em đương mặt nha mấy chị nha, màu hồng giống em đương mặt nè. Và màu hồng, màu cam, cam màu cam đào nè, màu xanh đen. Màu cam dao nè, màu xanh đen nè. Và màu hồng rút. Cái này là màu cam dao nha. Màu cam dao chị lấy màu nào kèm màu kèm số mấy cho em cắt nha chị nha. Em có khúc đỏ tất ta lụa này nè. Cái này là đỡ tất ta lụa cũng lên được bộ đồ vest nha. Cái này không đủ. Chị nào lái bêu lụa đuổi nha mấy chị nha. Cái bêu này là lụa đuổi nha. Bêu. Dạ không bóng. Vải này không có bóng đâu chị. Cái lụa lạnh nhạt này không bóng đâu chị Thanh Đặng. Không có bóng đâu. Cái lụa lạnh nhạt nó không có bóng nha, bóng là lụa ý mới bóng, lụa satin nó mới bóng nha. Bóng này, cái này nó mới bóng nè. Cái này nó mới bóng nha, cái lụa satin này nó mới bóng nè. Satin này mới bóng nè các chị. Chứ còn cái lụa lạnh nhạt nó không bóng đâu chị, không bóng nha. Nó giống như là cái lụa mà em bán cho các chị mà lót á, nhưng mà nó dày hơn. Lót thì nó một màu, còn này nó có hoa, nó nhẹ như vậy á. Nó giống như cái lụa mà các chị may về để làm lót. Khúc này là 3 mét nè. Khúc này là 3 mét. Khúc này là 3 mét. Chị nào lấy 3 mét này báo em nha. 3 mét em cũng sale đồng giá là 26k một mét nha. Chị nào lấy cái lụa ý 3 mét này báo em nè. 3 mét. Không, cái màu vàng này thì thấy không có bóng. Thấy khúc sơ tiên ngọc trai màu. 20 chữ là cứ bỏ. Lụa này không bóng chị ơi. Chị Thanh Đặng chỗ khúc này đúng không? Nó nhẹ, nó giống như cái lụa mà em bán các chị lót nhưng mà cái này nó dày, nó có co giãn. Đây nha chị, màu hồng rút đây chị nè, màu hồng rút đây nha. Màu hồng rút đây chị Phương Việt nha. Màu hồng rút, chị lấy hồng rút thì kèm số mấy em cắt nha. Cứ thấy hai với chữ là bỏ vô đơn cho tôi nhé. Dạ, để em thấy rồi em bỏ cho chị Ngọc Mai nha. Chị nào lấy hồng rút lưỡi lụa lên giúp em hồng rút nha. Satin thì em còn cái hồng màu rút. Màu này, chị chưa có màu này. Hồng rút kèm số mét nha. Như cái này đâu có bóng đâu chị Thanh Đặng. Chị nào lấy xích lên giúp em xích nha. Cái này là lụa lạnh nhạt nha. Cái này là lụa lạnh nhạt nè. Mềm mướt rũ nè. Dạ không, không có vải dài hơn chị. Chị nào lấy xích này lên với em xích kèm số mét nha. Xích kèm số mét chất lụa lạnh nhạt nha. Cái này là chất lụa lạnh nhạt không có bóng đâu nha mấy chị. Cái này nó không có bóng nha. Mềm mịn mướt rũ nè, không bóng nha. Chị nào lấy xích lên giúp em xích kèm số mét. Xích kèm số mét. Xích kèm số mét. Chị nào lấy xích với em xích kèm số mét cho mạng. Chị nào lấy xích lên giúp em xích kèm số mét nha. Xích kèm số mét. Cái màu xanh này chị lên đồ nè. Chị lên đồ đồ vest nè. Rồi các cho chị Hồ Hâm 2 mét tôn nè. Hình trắng bi đen á chị nè. Cái này là bi xanh nha. Này trắng bi xanh chứ không phải bi đen chị Hồ Hâm nha. Cái này là tôn nha. Chị
Rồi chị Hồ Hăng 2 mét tôn này, mình trắng bi nè. Xem cho cô thử. Cái này là chất lụa lạnh Nhật nha mấy chị, chất lụa lạnh Nhật nha. Chị nào lấy bi đen là bái em bi đen kèm cho mấy nha. Cái này là beo đá nha mấy chị. Cái này là beo đá nha, màu đen nha. Chị nào lấy bi đen lấy giúp em bi đen kèm số mấy. Bi đen kèm số mấy. Bi đen, chị nào lấy bi đen lấy giúp em bi đen kèm số mấy. 26k một mét. Mấy chị lên áo dài, lên đầm, lên bộ. Xanh lấy cho em một bộ váy tay lỡ. Tay lỡ thì cắt 2 mét là đủ rồi thầy. Rồi em cắt cho chị cốc này 2 mét cho chị Phương Việt nha. Chị Phương Việt lên số điện thoại giúp em với chị Phương Việt nha. Chị nào lấy bi đen lên giúp em bi đen kèm số mấy nha. Bi đen kèm số mấy nha. Bộ váy váy tay lỡ là 2 mét là đủ rồi. Đủ. Váy mà là phải quần mẫu quần. Váy váy tư gói mà. Em lấy màu hồng luôn. Rồi ok chị Phượng Vũ nha. À, cô chị cho chị Phượng Việt nha. Rồi em cắt cho chị hai màu. Chị mai mai váy tới đầu gói đúng không? Mai váy tới đầu gói là em cắt cho chị 2 mét nha. Cho ai thế à? 2 mét đủ rồi. Coi chị nào lấy đen này bái em đen nha, đen bi kèm số mấy nha. Đen bi kèm số mấy. Đen bi kèm số mấy nha. Chị nào lấy đen bi lên giúp em đen bi kèm số mấy nha. Đen bi kèm số mấy. Hồng em mai quần áo sắc mắt. Hồng rú. Mai áo, mai quần áo sắc nách thì 2 mét đủ, cũng 2 mét là đủ. Chị nào lấy bi đen lên giúp em bi đen kèm số mét nha. Bi đen kèm số mét giúp em nha. Chất lụa lạnh Nhật mềm mướt rủ có co giãn nha. Có khúc mét rưỡi cao, mét 6 cao nha. Đủ bộ đùi nhé, mét đùi. Mình. Đủ quần đùi. Chị nào lấy hồng, lấy bi đen lấy với em bi đen kèm số mấy nha. Bi đen kèm số mấy này hồng chút nè. Để chút nữa lâu hai cái đó, vừa nó đầy lâu không được đó mấy chị. Màu kem nha, cái này là màu kem nha. Chị nào lấy màu kem này lấy với em màu kem nha mấy chị. Màu kem nha, đuổi lụa nha. Màu kem kèm số mấy nha. Cái này mấy chị mai áo vest. Mai áo vest mà mai quần ống rộng á, đẹp ngất ngay luôn. Cái đuổi này nè. Mấy chị lên quần ống rộng nha. Lên quần ống rộng nha. Tôi thấy nhà bạn bán hàng online dễ thương nhất đó. Dạ em cảm ơn chị Ngọc Mai nha. Cái này là mấy chị lên áo vest. Áo vest nha, kiểu áo vest mà mai quần ống rộng đẹp ngất ngay luôn nha mấy chị. Cái đuổi lụa này nè. Đuổi lụa này mấy chị lên áo vest. Áo vest áo kiểu quần ống rộng đẹp lắm, lên áo đầm. Em có màu kem đó, chị nào lấy màu kem nữa lấy màu kem giúp em luôn nha. Màu kem, cái này là lụa lạnh Nhật mấy chị nha. Cái này mấy chị báo em là vàng tím kèm số mấy. Rồi lấy kem nữa rồi ok chị Phượng Việt, chị Phượng Việt lấy kem nữa nè. Chị Hà Phan 2 mét kem đuổi, ok chị Hà Phan nha. Ok chị Hà Phan. Cái này là kem da nha mấy chị, kem da nha. Có màu hồng với màu xanh nó bị đè chút nên em cắt cho chị nha. Tôi mua nhà kia khúc vải không may được khúc nào.
mua nhà kia 50 khúc phải mà sao không may được khúc nào chị? Chị Ngọc Mai. Chị Ngọc Mai. Mua 50 khúc mà sao không may được khúc nào chị? Vải mà sao không may được? Hai mét cho chị Hà Phan này, chị Phượng Việt có 2 mét này. Cái này là màu xanh tím nha. Cái này là màu xanh tím nha. Chị mua vải gì mà chị may không được, chị Ngọc Châu Mai. Khúc này là 58k 2 mét nha mấy chị, 58k 2 mét. 58k xanh tím. 2 mét 58, bởi vậy mới tốt quá đi. có được kiểm tra hàng không? Chị mua có được kiểm tra hàng không? Có chốt hàng giống như em chốt không? 3 4 58k 2 mét chị. Chị mua vải họ có chụp hình cho chị xem không chị Ngọc Châu Mai? Chụp hình gửi qua hình qua như em không? 58k màu xanh tím 2 mét nha mấy chị, 58k. Chị nào lấy 58 này giúp em 58. 58. Cái này là màu, cái này là màu màu cam dao nha mấy chị. Cái này là màu cam dao nha. Chị nào lấy cam dao lên báo em cam dao kèm số mét nha. Cam dao kèm số mấy? Cam dao kèm số mấy giúp em nha. Cái này mấy chị mai kiểu áo sơ mi nè, mai kiểu áo vest á. Chị đếm được bao? Chị đếm được bao nhiêu khúc thôi chứ còn không có xem vải hả? Mấy chị xem có rõ không? Mấy chị thấy xem có bị đứng hình hay là có giật gì không mấy chị? Sợ nhiều khi cái đường truyền mấy chị không thấy vải này, mấy chị không thấy rõ là mấy chị lại đi ra đó. Chị nào có thấy rõ không mấy chị? Chị nào có xem không được không? Có bị nó bị đá ra không mấy chị? Cái màu xanh màu... lấy màu xanh may đủ áo vest tay lửa chị. Rồi cái màu xanh là chị may tay lửa đây, em cắt cho chị 2m2 luôn nha. Cái màu xanh biển đây em cắt cho chị 2m2. Còn cái màu xanh tím này là em có một khúc này thôi. Cái màu xanh tím là em có một khúc này thôi nha. Cũng có chụp hình cho mình nhưng thực tế phải rất xấu không may được. À như vậy đó hả chị? Dạ. May cái áo không thôi hả? Em cắt mít 1,5 m. Áo không thì em cắt 1,5 m nha. Nếu mà chị may cái áo không thì em cắt 1,5 m. Áo vest mà tay lửa thì cắt 1,5 m. Áo vest tay lửa em cắt cho chị một cái áo không là 1,5 m. Cam dao này là 54k 2 mét chị Thị Trâm. Cam dao này là 54k 2 mét đuổi lụa nha. Đuổi lụa mềm mịn mướt rồi có co giãn. Chị nào lấy cam dao này là 54. 54. Mấy chị coi được thì coi không. Mấy chị xem em có bị đứng không mấy chị? Nó có bị đứng không? Bị đứng like không? Nó có bị giật giật không mấy chị? Cái chú mày mà uống thuốc lá không mấy chị? Mấy câu này cũng rảnh. Like ế rồi. Phải nhờ tôi nhận 19 khúc mà tôi thích hết 18 phút rồi. 54 cho chị Thị Trâm 2 mét nè. 54 cho chị Thị Trâm 2 mét. Cái chất satin ngọc trai thì nó đẹp lắm chị. Satin ngọc trai nhà em satin với lại ngọc trai là rất là đẹp nha. Đuổi cũng nó rất là đẹp. Dạ lấy 1,5 m rồi ok chị Phượng Việt lấy 1,5 m. Vậy nào lấy hồng dao kèm số mét chứ. Cam dao kèm số mét nha. Cam dao kèm số mét chỉ có 54k 2 mét nha. 54. Đuổi lụa mềm mịn mướt rồi có co giãn nha. Chứ không phải mà chắc khô khô cứng cứng đâu mấy chị. Cái này mấy chị cũng may bộ đẹp lắm nè mấy chị. Cái chất lụa này mấy chị cũng may bộ đẹp nha. Không phải đuổi.
cũng không phải đuổi mà cũng không phải măng gồ, cái chắc gì đây mà đẹp lắm. Cái nào đẹp là em nói đẹp nha mấy chị. 64 2 mét này là 64k, mềm mịn mướt rũ. Có cái chắc nào mà mịn mềm mướt rũ có giãn là đẹp hết nha mấy chị nha. 2 mét này là 64. Nó giãn, nó mềm, nó mịn, nó mướt rũ là đẹp nha mấy chị. Mã này là 64. Nhà nào xa thì ship tầm cỡ 5-6 ngày là tới thôi mấy chị. 54 cho chị Trần Vui 2,5 mét nè. Cái này là 64 nha. 2 mét này là 64k. 2 mét này là 64. Mấy chị lên giúp em 64 nha. Đẹp ngất ngay. 64 chị Trần Vui 2,5 mét nè. Hai mét rưỡi cho chị Trần Vui. Sáu lăm này chắc đẹp lắm các chị. Màu như thế này, nó màu kem kem á, trắng mà trắng mà kem da kem này, mà nó mượt lắm. Cái này sao tinh ngọc trai đẹp nè, mây đầm nhưng được, mà mây bộ ống rộng được, nhưng mà nó ít, vừa bùn vừa tắc nè. Một, hai. Khúc này là 1,4 mét nha. 1,4 mét này chị nào may cái áo kiểu nè, may cái áo kiểu nha. 1,4 mét. 1,4 mét cho tiên ngọc trai nha. Cái này là màu xanh ghi nha mấy chị. Màu xanh ghi 1,4 mét. 41k. 41k. 41. 41 chị nào lấy 41. Có sơ mi trắng thật. Có sơ mi trắng thật đen không chị? Dạ không có chị. Sơ mi chị may vậy sao tí chị à, may áo sơ mi à chị. Ai may áo sơ mi thì chị may cái đuổi này, may áo sơ mi được nè chị. Em có màu trắng kem này, màu đen đó, trắng kem màu đen thì em có nhiều lắm, lụa tắt ta gì cũng có hết. Mấy cái này chị may áo sơ mi được đó chị Phương Việt, tại vì cái này là mềm mướt rũ có co giãn nha, thấm nút mồ hôi. Satin em có nè, satin màu đen có nè, đuổi có nha. Sơ mi đóng thùng á chị, với chân váy á chị lên măng gồ hay như là... cái khúc này là 1,4 mét chị cũng lên sơ mi được nè, lên sơ mi đóng thùng đẹp ngất ngay nha. Mấy cái chất này mấy chị lên áo nó đẹp lắm. Khúc này là 56k mấy chị. 56 này là sơ tinh ngọc trai nha. Sơ tinh ngọc trai 56 sơ tinh ngọc trai. Hai mét 56. Hai mét này là 56. Mềm mướt rồi có co giãn, mấy chị mây đầm mây bộ gì cũng được hết nha. 56. 56. Mấy chị báo em 56 nha. 56 2 mét sơ tinh ngọc trai màu đen. 56 mấy chị giờ báo cho em 56. 56. Chị may vết màu đen thì em có bị đuổi đó chị. Em có bị đuổi màu đen. Màu đen may đuổi, may vết được chị nha. Còn satin thì mấy chị lên đầm dạ hội, lên đầm thiết kế đẹp hơn. Nếu mà chị may vết thì em có bị đuổi. Đuổi màu đen. Cái này may vest, may áo vest mà may quần ống rộng thôi nha chị, chứ đừng may quần tay nha. May quần tay thì nó không được đẹp. Được chứ không được đẹp nha. Cái này mấy chị lên quần ống rộng nó đẹp hơn lên quần tay. Cái này là 54k nha mấy chị, 54k. 54, mã này là 54. 54, chị nào lấy 54 báo em 54, lên đầm lên bộ lên áo dài nha. 54. Chị nào lấy 54 lên với em 54. Mã này là 54, mấy chị lên với em 54. Diễm ơi, chú ơi, kéo ra dùng đi, cắt luôn.
Cái này là màu đỏ, màu đỏ này là đuổi lửa nha. Dạ, 2 mét thôi chị Ngọc Mai. Màu đen satin ngọc trai đó khúc 2 mét. Em tìm khúc nào 2 mét rưỡi em bỏ vô cho. Còn hồi nãy giờ là khúc 2 mét thôi. Khúc này là 44k mấy chị. 44, mã này là 44 mấy chị, bảo em 44 nha. 44k. Một mét rưỡi. 1,5 m 44 nha. 1,5 m 44. 1,5 m 44. 1,5 m 44 lên tôn. Dạ để em lên tôn cho. Tôn em cũng còn mấy cái mẫu như vậy nè mấy chị. Cái này là lập thể nha. Cái này là 90 phân nha, 90 phân này là tôn. 90 phân là tôn nha mấy chị. Có chỗ gọi là lanh, có chỗ gọi là tôn, 21k. Mã này là 21 nha. 21 này là 90 phân, 21k. 21 chị nào lấy 21 lên giúp em 21. 21 cái cây đây này. Cây đó. Cho 90 phân 21. Đâu mới đi chợ ông thấy chứ. 21 nha. Màng bị đứng hình. Cái này là tôn hai da nha mấy chị, cái này là tôn hai da nha. Tôn hai da. Các cặp huyền ruby này đánh xuống lại đó mà. 54. 54. Mã này là 54, mấy chị bán em 54. 54, chị nào lấy 54 lên giúp em 54. 54. 54, chị nào lấy 54 lên giúp em 54 nha. 54. 54, chị nào lấy 54 xem được có cốc đen mô cho chị 2,5 m. Chị Ngọc Mai. Ừ. Cái này là màu xanh đen nha mấy chị, cái này là màu xanh đen nha. Màu xanh đen chấm bi. Cái này là 108 mấy chị, 4 mét. Ừ. 4 mét 108. 4 mét 108. 4 mét 108 nha. 4 mét 108. Chị nào lấy hết báo em lấy hết. Chị nào không lấy hết báo em chia nha. 108 4 mét. Bốn mét 108 á chị. 4 mét 108. Chị nào lấy hết báo em lấy hết. Chị nào không lấy hết báo em chia nha. Chị nào không lấy hết báo em chia. Cái này là lanh biên xù mấy chị, khúc này là lanh biên xù 80 phân nha. Khúc này là lanh biên xù 80 phân. 22k. Mã này là 22 mấy chị lên giúp em 22. 22 xuất chưa? Dạ shop em ở Đà Nẵng chị Trung Lê. Shop em ở Đà Nẵng nha mấy chị. 80 phân này là 22 mấy chị mai cho bé nha. Cái này nó nhỏ mấy chị mai cho bé. Mai cho bé. Cái này là màu xanh nha. Màu xanh này là có cái đường chân nha. Cái này nó có đường chân. Nó bị lỗi một đào này. Chị mấy chị về tránh một đào này ra. Em sẽ trừ tiền lỗi cho mấy chị cái đào đó nha. Khúc này là 52. Khúc này 52 em tính 40 thôi mấy chị. 2 mét nha, khúc này em tính 40. Nó bị chân cái đường lỗi lên cái đường này nè. Mấy chị về tránh nha. Còn cái phía bên này thì không bị gì hết nha. Khúc này em tính 40k, mấy này 40k. 40k, mấy chị bảo em 40 nha. 40k, đúng rồi, cái này là cũng bỏ thôi chứ làm chị. Chân đúng này nè. Chân như vậy là đúng đó mấy chị. Không có bị lỗi đâu. Đây nha. 40k, mã này là em tính 40 nè. 40. 40k.
Dạ không có Linh Nhung, chị Vũ Thị Vinh. Chị nào lấy cái đó tính 40 nha mấy chị. Khúc đó là được 2m 40k. 40k. Lanh em giờ cũng còn lanh chăng mấy chị. Lanh chăng là nhiều, biên xù nha. Biên xù và hai da. Lanh biên xù và hai da nha. Khúc này là 1m 1 nè. Miền Trung nắng cháy mới đúng. 40 em chốt chị Nguyễn Trang nè. Chốt lại tính 40 cho chị nè. 40 em chốt chị Nguyễn Trang. Khúc này là 37k nha. Khúc này là 37, 1m1 37. Ở Đà Nẵng này, miền Trung là Đà Nẵng, nhưng mà từ em đi vô là cũng dễ chịu mấy chị. Từ ở ngồi đều đi ra thì nắng mới khó chịu, mà lạnh cũng rất là khó nha. Từ ở đều đi vô là dễ chịu đó mấy chị. Cái này là 34 1m1 nha. 38 mấy chị. 38 1m1. 38 1m1. 38 1m1. 38 là 1m1 nha. 38 là 1m1. Cái này là lập thể nha mấy chị. Cái này là thổ cẩm nha. Thổ cẩm này là tôn biên xù. Thổ cẩm này là tôn biên xù nha. Khúc này là 44k mấy chị. Khúc này là 44k 1m8 44 nha. 44k 1m8. 44k 1m8. Cái này mấy chị mai cho bé trai được, mai cho mình được nha. 1m8 44k. 1m8 44. 1m8 này là 44 mấy chị, báo cho em 44. Mới có 3,5 mà giờ trời còn có 10 chị xem. 44k 1m5 1m8 44 mấy chị. Cái này là 22k này, chị nào lấy cái này 22 báo em 22 em tặng cho mấy chị nha. Vì mai cho bé 22 em tặng cho mấy chị. 22. Khúc này là 22 nha. 22 này là được 80 phân về mai cho bé nha. 22 80 phân nha. Chị nào lấy 22 này em tặng 22 nè. Chị nào lấy 22 em tặng 22 nha. Mai cho bé. Cái này ở ngoài nó đẹp lắm mấy chị. Màu ở ngoài nó đậm lắm nha. Chứ không phải mà nó nhợt nhạt như trong lai đâu. Đây này mấy chị. Đây nha. 22. 22 em tặng cho chị Nguyễn Trang nè. 22 em tặng cho chị Nguyễn Trang. Cái này là lanh thái nha mấy chị. Khúc này là lanh thái nè. Khúc lanh thái này là 124. Ngồi đó có biết đập Vĩnh Trinh. Nước thịt nó hết luôn hả? Không, nước ít thôi chứ nước gì ghê đó. Nước gì ghê đó, nước ít thôi. 5 6 7. Cái này là 3,5 m. Dạ em không biết cái gì Ngọc Mai. Cái này là 3,5 m nha mấy chị, 3,5 m nha. Ừ, chị 14 tuổi là em không biết luôn á. Em không biết cái đập đó ở luôn ở đâu á. Em biết đập là họ Trung thôi. Ở họ Liên. Đấy. Chị kêu đập Vĩnh Trinh. Ừ. Lúc 14 tuổi chị đi làm ở đó. Cái này là 125k 3,5 m nha mấy chị. 125k 3,5 m. 3,5 m 125 lanh thái nha. Cái này là lanh thái, chị nào lấy hết báo em lấy hết. Chị nào không lấy hết thì báo em chia nha. Em biết đập Hòa Trung thôi chứ còn đập Vĩnh Trinh em không biết chị. Lanh thái này mấy chị về mấy chị lên bộ đẹp lắm. Cái này mấy chị lên bộ lên rất là sang nha mấy chị nha. Lên bộ lên đầm, về mấy thợ may á. Thiết kế ra cái lanh thái này lên độ đẹp lắm. Chị nào lấy cái này báo em nha. 3,5 m 124.
chị nào lấy hết báo em lấy hết, chị nào không lấy hết báo em chia nha. Chị nào không lấy hết báo em chia. Khúc này là 30,5, 124. Lanh Thái mấy chị, chắc Lanh Thái nha. Cái đó là Lanh Thái nha mấy chị. Mấy cái Lanh Thái này là nó độc lạ lắm, họa tiết. Cái này là cũng Lanh Thái luôn nha mấy chị. Khúc này là được 1,5 nè. Khúc này là 1,5 nha. Rồi chia cho chị Hồ Hăng 1,5 đi nè. Khúc này là 1,5, này là 55 nha mấy chị. 1,5 Lanh Thái này là 55. 55, chị nào lấy 55 lên giúp em 55 nha. 1,5 55k. 1,5 55. 1,5 này là 55 nha. 1,5 này là 55. Mấy chị báo em 55. 55. Chị Hồ Hăng 1,5 nè. Cái này là màu xanh, màu xanh này là có đường chân nha mấy chị. Màu xanh này là có đường chân nha. Cái này là 3,8, khúc này là 3,8 nha. 3,8. Ba mấy tám 104. 38,104 mấy chị. Chị nào lấy hết báo em lấy hết, chị nào không lấy hết báo em chia nha. Có đường chân nha. Có đường chân nha. Có đường chân. Cái này là lụa satin nha mấy chị. Cái này là lụa satin nha. Lụa satin 36k 2m. 36k lụa satin 2m 36. Mềm mướt rủ có co giãn nha. 36k lụa satin. May quần áo dài, may áo đầm nha mấy chị. Lên áo dài nha. 36k. Mã này là 36 mấy chị bán em 36. 36. Ngoài là có rồi. Cái này mấy chị may quần tay được nè mấy chị. Cái này mấy chị may quần tay được nha. Cái đuổi. Cái này chắc đẹp hơn. 36 em chốt chị Phượng Nguyễn nè. 36 đó là lụa satin chị Phượng Nguyễn nha. Má hôm nay không có lây lanh là không thấy chị nè. Hôm nay em có lây lanh đó chị. Nhưng mà lanh là lanh chăng là nhiều. Cái này là tôn biên xù nha. Mã này là tôn biên xù nè. Tôn biên xù khúc này là 2m nha. Em lai sang kẻ, lụa, đuổi, lanh, phi có đủ loại cho mấy chị. 2m 67k. 2m 67 nha. 2m này là 67k. Chắc lanh biên xù nha. 2m 67. Mấy chị báo em 67. 67. 67. Chị nào lấy 67 lên giúp em 67. 67. 67, chị nào lấy 67 là giúp em 67, 2m 67 nha. 2m lanh đó là 67 đó mấy chị. Cái này là đuổi trượt nha mấy chị. Cái này là đuổi trượt nha. Mấy chị lên đồ vest, lên quần tay được nha mấy chị. Cái này mấy chị đừng có lên áo dài nha. Chị thích vải em lắm. Dạ em cảm ơn chị Phượng Nguyễn nha. Khúc này là 103 mấy chị. 103. Cái này em có một khúc này là 103 nè. 103, cái này mấy chị lên đồ vest, lên quần tay nha. Cái này mấy chị đừng có lên áo dài nha. Ba mét, khúc này là 3m nha. Khúc này là 3m. Mềm mướt rũ có co giãn. Màu kem da nha mấy chị. Cái này là màu kem da nha. Màu kem da. 3m 103. 3m 103. Chị Ngọc Mai. Chị Ngọc Mai lấy cái này thì đẹp lắm. Cái đó đẹp lắm chị Ngọc Mai.
ba mấy đó là 103, chắc đẹp ngất ngay luôn. Chắc đẹp ngất ngay luôn nha. Chắc đẹp ngất ngay luôn đó chị. Cái này là lanh hai da nha, cái này là lanh hai da nè. Cái này lanh hai da này là 54. Cái đó là đuổi trượt chị, đuổi trượt. May quần tay, may quần ống rộng, may đồ vest. Mềm mướt rũ có co giãn nha. Cái đó đẹp lắm. Ba mấy mà nó tới 103 là chị biết cái chất của nó nặng mình nè. Nó nặng mình. Nó nặng mình chứ không phải là nó dài mà dài cứng cứng đơ đơ đâu nha. Nó rũ mình đẹp lắm. Cái này là 54K2m, 54. Chị thử nghiệm một cái chất đó đi. Mấy cái vải mà chị Phường Việt chốt đó là may quần tay. May quần ống rộng đẹp hơn chị. Có đuổi lụa đó mấy chị may quần ống rộng đẹp hơn nha. May quần tay cũng được. Nhưng mà nó không có đứng lắm. Tại vì nó có mình nó rủ á. Cái này là 54K, mấy chị bảo em 54 nha. 54, 2m 54. 2m 54. 54. 54. Cái đó nó không phải đuổi mà nó là cái gì á. Nó không phải đuổi. Rồi 103 em chốt chị Đặng Văn nha. Chị Đặng Văn 103 em chốt chị Đặng Văn. Cái này là 54, mấy chị bảo em 54, 2m 54. Chắc lên hai da nha. Chị Đặng Văn lên số điện thoại giúp em với chị Đặng Văn nha. Cái đó là vải đuổi trượt chứ không phải bị đuổi ra ở nhà đâu. Mặc đuổi là không đuổi đâu chị. Không có đuổi đâu. Mặc mấy cái chắc mỏng mỏng mới đuổi ra khỏi nhà chứ mặc cái vải này không có đuổi đâu. Đấy. Cái này là 4m chấm bi màu xanh. Cái này là lên nha mấy chị. Cái này là lên hai da nha. Mở này là lên hai da. 108 4m 108 màu xanh đen nha. Cái này là màu xanh đen. 4m 108 4m lên hai da 108. Mấy chị bảo em 108 nha. 108 108 4m 108 4m lên hai da. Chị nào lấy hết báo em lấy hết. Chị nào không lấy hết báo em chia nha. Mấy chị thấy cái đường biên không? Mấy chị thấy cái đường biên đỏ không? 4m 108 nha. Chị nào lấy hết báo em lấy hết. Chị nào không lấy hết báo em chia. Màu xanh đen. Cái này là màu xanh đen nha. Cái mày chưa xong chưa mà đi mua miếng đó. Ráng lãnh hả? 4m 108 nha. Mà đứng giật bật ngay, bật vô văn ra đi. Rồi cảm ơn chị Đặng Văn nha. Cái này là màu xanh. Màu xanh này là chấm bi. Tôn biên xù. Tôn biên xù nha mấy chị. 88k. Mã này là 88k 3m mấy chị. Màu xanh chấm bi 88. Dạ. Cũng tùy theo đợt đó chị Ngọc Mai. Em về cái lô nào là em like cái lô đó nha. Hôm trước thì em có like gắm rồi. Nhưng mà năm nay thì em chưa có nhập gắm kịp. Cái này là 3m, 3m này là 88, lanh biên xù chấm bi. 3m 88 nha. 3m 88. Ok, đi lên vest đẹp nè. 3m 88. 3m 88 chị bảo em 88 nha. 3m 88, chị nào lấy 88 này giúp em 88. Chị nào mà muốn mặc lụa Latin. Chị biết chắc lụa Latin không chị Ngọc cho Mai? 60k 1m. Cái đó mấy chị may đầm nè, may áo dài nè. May áo bà ba, may bộ đẹp ngất ngay luôn. Hàng đó là 60k 1m của em nha. Vậy gì thì tôi giấy tới Tết sẽ có. Em có cái lụa. Cái hàng lụa của em á 60k 1m đẹp ngất ngay luôn. Hàng đó em bán mấy 60k 1m. 60k 1m. Lụa Latin. Chắc lụa Latin nha. Em có lụa Latin. Chị thích mặc Latin không? Em like Latin cho mấy chị vài khúc nữa rồi xuống like nè. Màu tối.
Đồ Latin nha. Đấy, màu xanh xanh, màu tối tối đó. Cái đó mặc rất là sang, lụa Latin nha, lụa Latin chứ không phải là lụa satin đâu nha mấy chị. Lụa Latin hàng hiệu. Cái này là lanh biên xù, hoa nhí màu xanh. Chưa đủ để dồn cho chị nhé. Dạ ok chị Phương Nguyễn nha. Khúc này là 37k mấy chị, lanh biên xù 37. Lấy sắc nước hoa hả đây? 37k 1,5. Lấy sắc nước hoa hả? 37k, chị nào lấy 37 lên giúp em 37 nha, lanh biên xù. Đó, 37, chị nào lấy 37 lên giúp em 37. Lụa Latin. Ra chợ mua 180k một mấy, trời ơi dữ vậy. Rồi để em like cái lụa Latin này cho mấy chị này, lụa Latin và lụa Pháp nha. Lụa Pháp. Lụa Latin và lụa Pháp 60k một mấy, đồng giá cho mấy chị nè. Mẫu đó là mẫu Pháp, còn mẫu Latin nữa. Thấy cái khẩu tròn. Cái này là lụa Pháp nha mấy chị. Mã này là lụa Pháp nè. Em lấy cái lụa Pháp nè. Trời rất mệt rồi. Đây cái này là lụa Pháp 60k một mét nha. Má này là 60k một mét lụa Pháp. 60k một mét lụa Pháp. Lụa Pháp này là 60k một mét nha. 60k một mét. Chị nào lấy lụa Pháp này báo em lụa Pháp này. Cái này là màu đủ màu họa tiết nha. Cái này là lụa Pháp nha mấy chị. Chị 60k một mét, 2 mét là 120 nha mấy chị nha. Chị nào lấy lụa Pháp đây giúp em lụa Pháp nha. Cái này là lụa Pháp nha mấy chị, lụa Pháp. Cái này là lụa Pháp nha. Chị nào lấy cái lụa Pháp này báo em lụa Pháp kèm số mấy nha mấy chị. Lụa Pháp kèm số mấy. Cái này là lụa Pháp nha. 60k một mấy, đẹp ngất ngay nha mấy chị. Không quan trọng là hoa văn thật của tôi. Mấy cái mẫu này đẹp, đẹp lắm mấy chị. Lụa Pháp, chị nào lấy lụa Pháp đây giúp em lụa Pháp này. 60k nha, cái đó là màu màu đủ màu. Cái này là lụa Pháp với chị nha, cái này cũng là lụa Pháp vân gỗ nha. Cái này là lụa Pháp vân gỗ nha mấy chị. Cái này là lụa Pháp vân gỗ nha. Cái này nó giãn nha mấy chị nha, giãn mạnh cho mấy chị nè, mềm mướt rủ có co giãn nha. Cái này chị nào lấy cái này là báo em là cay đi nha mấy chị. Chị nào lấy cái cay này là báo em cay nha. 60k một mét. 60k một mét nha. Mã này là 60k, chị nào lấy cay này lên giúp em cay nha. Chị nào lấy cái cay này lên giúp em cay kèm số mét nè. Cái này là cay rất là dễ thương nha mấy chị nha. Cái này là cái cay này nha. Đấy. Có khúc này đâu hả? Em có khúc này là 2 mét. Có này xanh nhạt không? Em có cái màu xanh này nè mấy chị. Màu xanh này thôi. Màu xanh này thôi chị nha. Em có màu xanh. Màu xanh này là lụa Pháp nha. Màu xanh này là lụa Pháp. Mấy cái này tông đậm không thế chị và Ngọc Mai? Màu tông đậm không? Màu nhạt không có. Cái màu, mấy cái màu tông đậm này mấy chị mặc lên nó mới sang. Mấy cái hàng này mấy chị mặc mấy cái tông này nó mới sang nha mấy chị. Chị nào lấy hoa này thì báo em hoa nè. Em có khúc này là 2 mét nha. 2 mét này là lụa Pháp. Lụa Pháp nha, hoa 50 60k một mét mấy chị. Cái mã hoa này là 60k nha. Đây nha mấy chị, mã này là 60k. 60k một mét nha. Cái lụa Latin này nó trơn lắm. Chờ tháo ra là nó đổ luôn.
chị Đặng Văn dùng đơn cho chị. Rồi ok chị Đặng Văn nha. Cái này là văn gũi, cái này là văn nha mấy chị nha. Cái này là văn. Đưa mẫu lên cho mấy chị xem cho hết vừa đây. Cái này là lụa Latin nha mấy chị. Cái này là lụa Latin nha. Chị lên lụa áo Latin dài được nè. Lên bộ bao sang bao đẹp nè. Cái này là lụa Latin nha mấy chị. Lụa Latin chị nào lấy đỏ văn đỏ. Chị nào lấy đỏ này bán em đỏ nha. Đỏ kèm số mét nha. Đỏ kèm số mét lụa Latin. Cái này là lụa Latin. Lụa Latin 60k một mét. Đồng giá là 60k một mét lụa. Lụa Latin và lụa Pháp nha. 60k một mét nha mấy chị. Mã này là 60k một mét. Cái này mấy chị lên đầm, lên bộ, lên áo dài nha. Cái này mấy chị lên bà ba nè. Lên bà ba, cái này mấy chị lên bà ba mà vô mấy cái shop á, tiền đắt lắm. Cái này là chị nào lấy đỏ báo cho em đỏ kèm số mấy nha. Đỏ kèm số mấy. Đỏ kèm số mấy. Chị nào lấy đỏ lên giúp em đỏ kèm số mấy. Đỏ kèm số mấy. Cái này là lụa Pháp nha mấy chị. Cái này là lụa Pháp nha. Quay cái này là lụa Latin mấy chị, lụa Latin. Cái này là lụa Latin nha mấy chị. Cái này là đen nha. Đen hoa nha. Chị nào mà lên sườn xám là bao đẹp. Cái này mấy chị lên sườn xám nè. Lên sườn xám lên áo dài nha. Lên sườn xám lên áo dài lên đầm. Sang, rất là sang nha. Chị nào lấy đen hoa này báo em đen hoa nha mấy chị. Ở ngồi đẹp lắm. Màu này ở ngồi rất là đẹp nha. 60k một mét. Đấy. Nó rảnh nha mấy chị. 60k một mét. Lấy lên sơ mi. Lên sơ mi nè. Lên sơ mi đóng thùng trong váy. Chứ mà quá là năm hộ luôn hả. Em còn khúc này một mét nè. Em còn khúc món này một mét. Chị nào lấy lên áo sơ mi nha mấy chị nha. Cái này là một mét. 60k. Một mét này là 60k nè. Em còn khúc này là một mét mấy chị. Một mét 60k. Lên được cái áo sơ mi nha. Lên được cái áo kiểu. Em có khúc này một mét. Chị nào lấy một mét này báo em nha. Chứ còn bình thường em không cắt được một mét. Cái này em có một mét nè. Em có khúc lẻ một mét. Chị nào lấy một mét này báo em nha. 60k. Lụa Latin. Lụa Latin. Lụa Latin. Không có màu lạ. Cái này là lụa Latin nha mấy chị. Mã này là lụa Latin nha. Vàng. Chị nào lấy vàng báo em vàng nha mấy chị. Chị nào lấy vàng báo cho em vàng nha. Vàng này là lụa Latin nha. 60k một mét. Chị nào lấy vàng lên giúp em vàng. Vàng. Chị nào lấy vàng báo cho em vàng nha. Vàng. Chị nào lấy vàng này là báo em vàng nha mấy chị. Vàng. Lụa Latin 60k một mét. Thôi cắt vô đi thôi. Hồi nãy giờ không like được khúc nào hết. Soạn ra không like được khúc nào hết. Không lấy xuống bụi nữa. Lan thì có mấy cái mẫu hoa nè. Cắt thích lan nè. Lan chưa có về mẫu mới. Cắt tiên còn cắt lan không. Khúc này là 50k mấy chị. 50k nha. Mã này là 50k lanh. Cái này là lanh thai da nha mấy chị. 50k. Một mét tám 50k mấy chị. Một mét tám 50k. Một mét tám này là 50k. Mấy chị báo cho em 50 nha. Một mét tám. Một mét tám 50k. Tôi mà còn trẻ mấy khúc đó tôi cháu thấy đó. Mấy cái đó đẹp mà. Mấy cái đó là chị mặc là được đó. Cái này là 50k 1m8 nha. 50k 1m8. Mấy cái đó là chị mặc được đó chị Ngọc Mai. Mấy cái màu đó cho chị mặc. Mặc rất là sang đó. Chị bằng tuổi má em mà.
nổ chứ. Khúc này là 41k. 41 còn 1 kỷ. 41, chị nào lấy 41 báo em 41 nha. 41. Ngủ bên gái rồi chồng cũng mua. Chồng muốn gái cũng có ai. Hồi lớn lên bộ không đẹp. Cái này là 41k nha mấy chị, 41 nha. 41. Lên đó có một giờ em tới chợ đi. Trong một mét rưỡi, 41k. Mấy cái đó lên sang lắm chị, lên sang lắm, lên sang đẹp mà, cái hoa đó lên đẹp lắm. 1,5 m, 1,5 m 41k mấy chị bảo em 41 nha. 41. Cái này là tất ta lụa màu hồng rút nha mấy chị nha. Dạ đi nấu cơm hết rồi, còn có 12 bạn hả. Khúc này là 61k mấy chị, tất ta lụa 61. Mã này 61. Mấy vậy trời. 61, chị nào lấy 61 báo cho em 61 nha. 61. 61. Uống dùng cái ăn tiền đó đó hả? Dù trời cậu ăn 50 ngàn một ngày à. 1,7 m 61k. 1,7 m 61. 1,7 m 61 mấy chị báo em 61 nha, 1,7 m nha. 1,7 m 61. Chị đi chợ rồi. Chị Phượng giờ chị đi chợ à. 1,7 m 61k tất ta lụa mấy chị nha. Cái này là màu hồng rút tất ta lụa nha. Chờ ông rất là tối ngủ. Vậy nào chị, cái này cái màu hồng là rút này là tất ta lụa có nha. Lanh có nha. Cái này là lanh có lụa có chứ mấy chị nha. Em lai đủ loại vải cho mấy chị hết. Cái này là, cái này là lụa tất ta lụa nha. Vải này là tất ta lụa. Em có tất ta lụa màu trắng mấy chị nè, màu trắng kem nha, tất ta lụa màu trắng kem nha. Cái này mấy chị lên cái đầm rất là sang nha. Có phải phi không? Dạ không, tất ta lụa là tất ta lụa, còn phi là phi chị, phi là phi, còn tất ta lụa là tất ta lụa. Nó cũng bóng bóng, mềm mướt, rủ có giãn, nó nặng hơn, nó nặng mình hơn nha. Nó nặng mình hơn, nó rủ hơn đó chị. Khúc này là 69k nha mấy chị. Tất ta lụa nó nặng mình, nó rủ mình. 69. Mã này là 69. Hai mét hai 69. Hai mét hai này là 69 nha. Còn nếu mà phi thì hai mét nó tầm có 3 mái k thôi. Còn cái tách ta lụa này nó rủ mình hơn. Hai mét hai 69. Hai mét hai 69 nha. Hai mét hai 69. Hai mét hai này là 69 mấy chị báo cho em 69. 69 chị nào lấy 69 lên giúp em 69. Dạ giá 120k một ký chị, đồng giá phi lụa cũng 120 mà cái tất ta lụa này cũng 120 nha. Đuổi cũng 120 các chị. Đuổi cũng 120, em bán màu đồng giá cho mấy chị là 120k một ký. Cái nào nó nhẹ thì nó nhẹ tiền, mà cái nào nó nặng thì nó rủ mình thì nó nặng tiền nha. Chị lấy hồng rồi, ok chị lấy hồng rồi, em bỏ cái hồng này cho chị nha. Chị lấy hồng, em bỏ cái hồng đó cho chị rồi. Cái 69 này là màu trắng được 2,2 m nha. Tất ta lụa màu trắng mềm mịn mướt rủ có co giãn. Mấy cái chất này nó có co giãn hết nha. Cái này là phi nè mấy chị,
Cái này là phi nha. Phi này mấy chị lên quần áo dài nè, lên đồ pyjama nha. Phi lụa mềm mướt lũ có giãn nha. Cái này là phi có giãn nha. Cái này là phi có giãn chứ không phải là cứng cứng khô khô đơ đơ mình đâu. 3m51 ca. 3m51 phi lụa. 3m này là 51 nha. 3m51 mấy chị bảo cho em 51. 3m51. 3m51 mấy chị bảo em 51. 3m51. 3m51 mấy chị bảo em 51 nha. 3m51 phi lụa có giãn. Mấy chị lên quần áo dài, lên đồ pyjama nha. Ba mét 51. Cái này là phi lụa, cái này là lụa satin nha. Cái này là satin màu cam dao nha mấy chị. Satin màu cam dao. Cái này màu cam dao này là khổ 1m2. Cái này là 45k 2,5m nha. Xem không buồn ngủ mà vắng quá tôi sợ ma. Cái này là 2,5m mấy chị. 2,5m. 2,5m, 2,5m này là khổ 1,2m nha. 2,5m cho chị Phi Hoàng nè, cam dao. 2,5m cho chị 44k chị nha. Cái đó là 2,5m. Cái này là màu ghi nha mấy chị. Cái này là màu ghi nha. Màu ghi này là tất ta lụa nè. Màu ghi này là tất ta lụa nha. 61k mấy chị. Tất ta lụa màu ghi 61. Mã này là 61k mấy chị bảo em 61. Trời ơi 1,5m 61k. 1,5m 61 mấy chị. 1,5m 61. 1,5m này là 61 nha. Tất ta lụa nha mấy chị. Mềm mướt rủ có co giãn. 61. 1,5m này mấy chị lên được một cái đầm. 61 mấy chị báo cho em 61. Chị nào lấy 61 lên giúp em 61 nha. 1,5m 61. Mỗi chị là chia sẻ giúp em một lượt nè. Là mấy chị xem không có sợ ma mà cũng không buồn ngủ luôn mấy chị nha. Mỗi chị là cho em một lượt chia sẻ thôi. Mấy chị cứ thả tim, thả cười, thả hình gì lên giúp em nha. Cái này là lụa satin nha mấy chị. Cái này là satin màu đen. Satin màu đen nha. Satin ngọc trai mấy chị. Cái này là satin ngọc trai nha. Satin ngọc trai. Cái này là 54k 2m. 54. Mã này là 54. Mấy chị bảo em 54. 54. 54. Chị nào lấy 54 lên giúp em 54. 54. Mây bộ mây đầm lên áo dài nha mấy chị nha. 2m. 54. Chị nào lấy 54 lên giúp em 54. 54. Cái màu đỏ này cũng là satin màu ngọc trai nha. Chị Hoàng Phi Phương lấy màu ghi. Màu ghi này có được 1,5m thôi chị Hoàng Phi Phương nha. 1,5m mà 61k đó. Để em xem lại thấy được bao nhiêu nè. Rồi ok chị nha. Ok chị nè. Mấy cái chất này mấy chị mặc lên nó rủ mình nó đẹp lắm. Chị nào mà muốn nặng mình rủ mình là mặc mấy cái chất này là ok nha. Còn chị nào mà mặc nhẹ nhẹ là hoặc mau qua phi phi lụa là nó nhẹ hơn. Cái này là 50k satin ngọc trai màu đỏ. Satin ngọc trai màu đỏ 50k. 50k mã này là 50 nha. 50k 1,4 mấy chị.
50k 1m4, quầy nhầm, căn nhầm giá mấy chị. Cái này là 46k 1m4 nha, em căn nhầm giá 130. Chị Phi Hoàng, comment giúp em 46 đi chị. Chị comment giúp em 46 đi. Cái này mà có nhiều chị á, mà comment mà nếu mà không có chị nào comment cái số em đọc thì chị báo đỏ em bỏ vô cho chị nè. Cái còn mà có chị mà lấy 56 á, 46 là em bỏ 46 đó. Em phải chốt 46 đó chị nha. Nên chị phải chốt cái số giúp em. Rồi ok chị Hoàng Phi Phương nè. Cái này là satin ngọc trai mấy chị nha. Cái này là màu màu khối nha. Satin ngọc trai 33. Mã này là 33, mã hàng hậu mới thấy mới 7 chị bây giờ lên 12 chị. 1m rưỡi 33. 1m rưỡi 33 satin ngọc trai nha. Và ghi thì đúng giá tại vì em mới căng cái khúc đó thôi. 1m rưỡi 33 nha. 1m rưỡi 33 tại vì em mới căng cái khúc màu vàng gừng á cho cái chị này nè. Qua đây đứng like. Qua đây đứng like luôn. Ba ba em chốt chị Hoàng Phi Phương nè. Cái này là đuổi lụa nha. Xích cái chân, xích cái chân. Cái này là đuổi lụa nha. Chị nào lấy xanh la xanh xanh lên giúp em xanh kèm số mấy nha. Chị nào lấy xanh lên giúp em xanh kèm số mấy. Cái này là tầm khoảng 54k 2m thôi nha mấy chị. Đuổi lụa mềm mịn mướt rũ có co giãn. Mã này là 54. Mấy chị lên với em 54k kèm số mấy. Đi bộ xuống hả? Bố chạy xuống hả? Mày chạy xuống hả? Đi xe chơi. 54. Chị nào lấy 54 lên giúp em 54 nha. 54. Mã này là 54. Dạ cam dao đúng. Mã nào cũng đúng thôi. Tại vì cái khúc hồ đỏ, màu đỏ hồi nãy thôi. Cái màu đỏ hồi nãy là căng bị nhầm giá thôi. Chứ còn khúc nào cũng đóng giá hết chị yên tâm. Tới khi em chốt là em căng giá 120k một ký nha. Cứ 120k một ký là đúng giá hết cho chị. Chị cứ yên tâm nha. Chị nào lấy xanh lên với em xanh kèm số mét nha. Chị nào lấy xanh. Để chị để lấy. Chị nào lấy xanh giúp em xanh kèm số mét nha. Cái này là phi lụa nha mấy chị nha. Cái này là phi lụa nha. Cái này là màu hồng đỗ nha mấy chị. Cái này là hồng đỗ phi. Hồng đỗ này là lụa satin. Hồng đỗ này là lụa satin. 35k 2m. Mấy này là 35. 35 mấy chị bán em 35. Xì vô đây đứng lại cho chị Tâm xì. Để mấy cô mua hàng giúp con đi. Xin chào các cô. Chào mấy cô đi. Chào mấy cô đi. Xin chào các cô. Cái này là 35k nha mấy chị nha. 35. À, 35. 35 em chốt chị Hoàng Phi Phương nè. Cô thả tim thả like cho Bixi đi. Cái này là màu nâu. Màu nâu này là lụa satin nha mấy chị. Màu nâu này là lụa satin nha. Cô đi, cô đang xem trong này nè. Không thể đi ra. 41k. 41. 41, mã này là 41k nha. Chị nào lấy 41 báo với em 41 nha. 41k. 41k satin màu nâu 41, mấy chị bảo em 41 nha. 41. Mà bỏ em cấp 1 này. Quả hồng vàng có bông có to. Ừ. 41 chị nào lấy 41 với em 41 nha. Mổ mà ai cho dần biển. Đây, đây. Rồi lên đây chào mấy cô. Xin chào mấy cô nha. Xin chào. Xin chào mấy cô. Mấy giờ rồi? Tôi 4 giờ đó. Thank you.
người từ ngồi em xuống lại đi. Nãy gì lộn là ở tới ngồi làm giờ chứ. Nhà ai cũng có con gái riêng, nhà tôi không có con gái. Ra đây em cho một đứa. Nhà em cũng đâu có con gái đâu. Nhà em cũng không có con gái đó chị Ngọc Mai. Ủa mới có 4 giờ mà tới mùa nam giờ xuống lai chứ. Lai éo quá tưởng 5 giờ rồi mà. Thôi xây đi ra ngồi đi. Đi đi đuổi. Tưởng nào hết giờ rồi chứ. Đi đi đi. Đi giùm. Đi giùm. Em mà để trắng lắm. Bụi. Bụi. Đóng. Cái này là sơ ti ngọc trai màu đen nha mấy chị. Cái này là sa tinh ngọc trai màu đen nè. Dạ, chào cô đi con. Chị xin chào cô đi kìa. Dạ. Dám tôi bay ra liền. Ra đây em chào bé này nè. Chào bé Si. Xin chào các cô. Rồi, chào bé Si nha. Chào bé Si cho chị Ngọc Mai nè. Chào bé Si. Cái này là 61k mấy chị. Hai mét này là 61 nha. Ai ngồi trong đó chứ? Hai mét này là 61, mấy chị bái em 61 nha. 61. Chị Ngọc Mai bay ra đây em cho bác Si lên viện nha. Đó, cho con bé nữa đó. Gái út của Hạnh đó. Hai mét 61k, mấy chị bái em 61 nha. Bình rượu đó, bình 61. Rượu của Hạnh đó, của Điền đó. 61. Chị nào lấy 61 với em 61. Trời mới có 4 giờ mà hết tương tác rồi. Cái mà đợi xuống like nha, khổ thiệt rồi chứ. 61k 2 mét sơ ti ngọc trai màu đen. Em tìm không ra khúc 2 mét rưỡi tới chị điều Ngọc Mai. Mà like nó có hộp thoát ra bắt vào vô lại sao? Like nó làm đó. Cái là 61, chị nào lấy 61 là giúp em 61 nha. Hồi nãy giờ lên lên một mớ vải lụa đó. À màu đỏ. Cái này là lụa đuổi mấy chị nha. Cái này là đuổi lụa nha. Màu đỏ này là đuổi lụa. Váy áo đầm bồ áo dài mấy chị may không cần lốt nha mấy chị. May không cần lốt nha. Giá 120k một ký. Khúc này là 78k. Khúc này là 78k. Mấy chị bái em 78 nha. 78 mấy chị lấy áo đầm, lên bộ, lên áo dài được nha. 78. 78. Mã này là 78k, mấy chị báo em 78 nha. 78. Có khúc lẽ một mấy kèm vô cũng được. Rồi ok chị, bỏ cho chị khúc lẽ kèm vô cũng được. Rồi để em tìm. Màu đen á. Hai mét bảy, hai mét bảy này là 78k nha mấy chị. Hai mét bảy 78, hai mét bảy này là 78, mấy chị bảo em 78. Để hồi có 32.5 chứ giờ con nói thế giống. Đuổi. Cái này là màu kem mấy chị nha. Cái này màu kem. Màu kem này là vải đuổi nha. 48k. Khúc này là 48k đuổi màu kem nha. 1 mét rưỡi 48. Dạ. Cùng vải thì em mới cho mới để được. Còn nếu mà khác vải thì nó khó lắm. Khó em không để được cái khác. Để em tìm mà có cùng vải thì em chốt nha. 1 mét rưỡi 48k nha. Một mét rưỡi 48, mấy chị bảo em 48. Một mét rưỡi 48, lại chờ ra không làm chốt được khúc nào luôn trời. Cái này màu hồng mấy chị nha, màu hồng rút nha. Màu hồng rút đuổi lụa nha hả? 57k. Hai mét này là 57 mấy chị. Hai mét màu hồng rút 57.
Cái này hôm trước giá 140, mấy chị giá 140k nha. Hôm nay em bán cho mấy chị giá 120 thôi. Đẹp ngất ngay nha, đuổi lụa đẹp ngất ngay nha. 57. Không. Mấy nữa. 57 mã chị báo em 57 nha. Mã này là 57k. 57. 57. 57 dạ, 57 này là vải đuổi lụa đó chị Hoàng Phi Phượng. Đuổi lụa nha, mềm mịn mướt rũ có co giãn. Đây nè chị. Đuổi mịn nha, vải giống em đương mặt là cũng vải đuổi đó mấy chị. Vải đuổi nha. Đây nó cũng lấy xuống rồi. Không cắt được cái nào, giờ tới màu tới lanh tới đúng. Quá trời màu không bắt lên. Đây nha. Mềm mịn mướt rũ có co giãn nha. Cái này là lụa tâm đê nha mấy chị, cái này là lụa tâm đê. Không chạy nổi xe với tôi cứ thấy nữa. Không chạy bình luận nổi. Cái này là lụa tâm đê nha, lụa tâm đê này là 26k một mét. 26k một mét nha. 26k một mét lụa tâm đê. Thì là có cái cây nữa mà, cái bữa là bao cấp thôi. Lụa tâm đê. Hồng. Dạ giống khúc trước không? Dạ không giống vậy, không giống khúc trước nha. Khúc trước là tất ta lụa. Còn cái này là đuổi lụa. Mềm mịn mướt rũ nha. Đuổi trơn á. Chỗ nào lấy hồng này là lụa trăm đê nè. Chắc nó khác chị. Chắc nó khác nha. Chắc liệu nó khác vải chị. Khác vải nha. Chỗ nào lấy hồng này báo em hồng nha. Kèm số mét nha. Cái này thì 26k một mét. 26k một mét nha mấy chị. 26k. Đấy. Đây mã xuống. 26 chị nào lấy 26 một mét nha. 2 mét này là 52k. Cái này là chất liệu lụa trăm đê. Mềm mịn mướt rũ có co giãn nha. Cái này mấy chị lên đầm lên bộ lên áo dài nha mấy chị. Mềm mướt rũ có co giãn nè. Mềm mướt rũ có co giãn nha. Đây nha, chị nào lấy hồng đây báo cho em hồng kèm số mét nha. 2 mét chỉ có 52k thôi. Đồng giá là 26k một mét lụa trăm đê nha. Cái này là lụa trăm đê. Cái này là lụa trăm đê nha. Lụa trăm đê nha mấy chị. Mềm mướt rũ có co giãn nè. Vậy chị Hồng Phi Phượng có lấy cúc hồng đó không? Phải đuổi nó đẹp lắm. Hàng đó hàng 140 của em đó. Em like cho mấy chị giá chỉ có 120 thôi. Là 57k 2 mét. Bao chắc đẹp cho mấy chị luôn nha. Bao chắc đuổi này cho mấy chị luôn. Đẹp rất ngay. Cái này là vàng chanh nha mấy chị. Cái này là vàng chanh nha. Vàng chanh này là lụa trăm đê nha. Chị nào lấy vàng chanh lấy cho em vàng chanh nha. Vàng chanh. Chị nào lấy vàng chanh lấy cho em vàng chanh nha. Vàng chanh. Cái này là vàng chanh nha. Chị nào lấy vàng chanh lấy mấy em vàng chanh. 26k một mấy rồi không? Ok chị nha. Hả? Rồi à. Hãy tương tác là em xuống like nha mấy chị nha. Để em soạn hàng, mai em sale hàng cho mấy chị nha. Rồi em xin chào mấy chị. Cảm ơn mấy chị đã ủng hộ em nha. Hẹn mấy chị sáng mai nha. Sáng mai em sẽ sale hàng cho mấy chị. Mấy chị nhớ vô xem nha. Rồi xin chào mấy chị.